Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 626, muốn thì muốn thật, nhưng không phải bây giờ. Người đến Thanh Châu lần này là Mộ Chiêu Lăng từng có duyên gặp mặt Diệp Huyên một lần. Mà người truyền âm cho Diệp Huyên cũng là Mộ Chiêu Lăng. Trước một thác nước, Diệp Huyên ngự kiếm đáp xuống đất, một cô gái ngồi bên cạnh thác nước, người nọ chính là Mộ Chiêu Lăng. Nhìn thấy Diệp Huyên, Mộ Chiêu Lăng đứng dậy, nàng ta đi tới trước mặt hắn, quan sát hắn một lúc, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, hình như ngươi lại mạnh hơn rồi. Diệp Huyên cười nói, Mộ cô nương, muội muội của ta vẫn khỏe chứ? Bây giờ, điều mà hắn không yên lòng nhất chính là Diệp Liên. Mộ Chiêu Lăng gật đầu, yên tâm, cô bé rất khỏe. Bây giờ cô bé đã là ngự pháp cảnh rồi. Nhưng ta vẫn chưa nói với cô bé chuyện của ngươi và liên minh hộ giới lần này, không muốn ảnh hưởng đến cô bé, mong ngươi hiểu cho. Diệp Huyên cười đáp, không sao. Thật ra hắn cũng không muốn Diệp Liên biết chuyện giữa mình và liên minh hộ giới, nếu không, không biết nhà đầu này sẽ lo lắng đến mức nào nữa. Mộ Chiêu Lăng nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, các ngươi thật sự muốn ngăn cản liên minh hộ giới lấy tâm bản nguyên sao? Diệp Huyên gật đầu. Mộ Chiêu Lăng lắc đầu, liều mạng với liên minh hộ giới như vậy thật sự không được sáng suốt lắm. Nhưng ân oán giữa Thương Kiếm Tông ngươi và liên minh hộ giới đúng là khó giải quyết. Diệp Huyên cười nói, lần này cô đến đây là muốn nói chuyện phiếm với ta à? Mộ Chiêu Lăng nói, đương nhiên không phải, lần này ta đến là để hỏi ngươi có muốn rời khỏi Thanh Thương Giới không? Rời khỏi Thanh Thương Giới? Diệp Huyên hơi khó hiểu, có ý gì? Mộ Chiêu Lăng im lặng một hồi rồi nói, thế giới này rất rộng lớn, còn lớn hơn trong tưởng tượng của ngươi nữa. Bên ngoài, có sân đấu càng bao la hơn. Nếu ngươi chịu rời đi, huyền môn ta sẵn lòng bảo vệ ngươi. Rời đi. Diệp Huyên lắc đầu không cần suy nghĩ. Với tình huống bây giờ, hắn không thể rời đi được, Thương Kiếm Tông đối xử tốt với hắn, nếu hắn rời đi vào lúc này thì thật sự không nghĩa khí. Hơn nữa ở Thanh Châu này, hắn còn có rất nhiều người thân bạn bè. Nếu hắn rời đi, đến lúc đó khó mà đảm bảo liên minh hộ giới sẽ không ra tay với những người này. Ngươi không muốn đi xem thử sao? Mộ Chiêu Lăng hỏi. Diệp Huyên cười nói, muốn thì muốn thật, nhưng không phải bây giờ. Mộ Chiêu Lăng trầm giọng nói, thứ cho ta nói thẳng, bây giờ không đi, sau này rất có thể ngươi muốn đi cũng không đi được. Diệp Huyên cau mày, có phải các cô biết gì rồi không? Mộ Chiêu Lăng chần chừ một lát, sau đó nói, thế lực của liên minh hộ giới này cũng không phải đơn giản như thế. Ngươi phải biết năm đó một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như kiếm chủ Thương Giới cũng không thể tiêu diệt được bọn họ, huống hồ là bây giờ. Dù rất nhiều thế lực của Trung Thổ Thần Châu đều khó chịu với liên minh hộ giới, nhưng liên minh hộ giới vẫn là thế lực đứng đầu Thanh Thương Giới. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, huyền môn ta cũng từng nghe nói đến cô gái bí ẩn đứng sau ngươi, cô gái bí ẩn kia cũng không đơn giản. Nhưng ta chỉ có thể nói với ngươi, liên minh hộ giới càng không đơn giản hơn. Nếu có thể, tốt nhất ngươi nên thừa dịp này rời khỏi Thanh Thương Giới cùng với chúng ta. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, ý tốt của huyền môn ta xin nhận. Mộ Chiêu Lăng trầm giọng nói, ngươi không suy nghĩ vì muội muội của mình à? Nếu ngươi xảy ra chuyện, cô bé sẽ thế nào? Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, muội muội là người thân nhất của ta, vì con bé, ta có thể làm tất cả mọi chuyện. Nhưng lúc này nếu ta rời đi chính là trốn tránh, chính là hành động của kẻ hèn nhát. Phía sau ta còn có bạn bè huynh đệ, còn có nữ nhân của ta. Cô hiểu không? Mộ Chiêu Lăng nhìn Diệp Huyên một lúc, vậy thì chúc ngươi may mắn. Nói xong, nàng ta xoay người bỏ đi. Diệp Huyên đứng cạnh thác nước, lắc đầu nở nụ cười, thật ra ta cũng muốn chạy lắm, nhưng người sống một đời, có một số việc, dù biết rõ có thể sẽ chết thì vẫn phải làm. Lúc này, hắn lấy đá truyền âm ra, trong đá truyền âm nhanh chóng có âm thanh vang lên, một lát sau, Diệp Huyên xoay người ngự kiếm bay lên trời, chớp mắt một cái đã biến mất ở chân trời mênh mông. Diệp Huyên chần chừ một lát, sau đó gật đầu, xoay người rời đi. Trần Bắc Hàn nhìn theo Diệp Huyên rời đi, nhẹ giọng nói, Thương Việt, Nam Cung, Diệp Huyên, tương lai của Thương Kiếm Tông rất có thể phải dựa vào ba tiểu tử này rồi.
Thương Huyền gật đầu, cũng may quan hệ của ba tiểu tử này cũng tạm được, không đến mức sẽ xảy ra nội loạn. Trần Bắc Hàn cười nói, tiểu tử này tuy nóng tính, nhưng nếu hắn xem một người là người của mình thì sẽ rất nghĩa khí. Tiếc là cái tính cách này, hay, thật sự quá nóng nảy, chẳng khác nào đại sư huynh năm đó. Nói xong, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Chương 627, kiếm tâm vỡ nát. Bên kia, Diệp Huyên đi tới một ngọn núi nhỏ, Việt Kỳ đang ngồi yên trên đỉnh núi. Diệp Huyên đi tới phía sau Việt Kỳ, hành lễ, bái kiến sư tôn. Việt Kỳ gật đầu, ngồi xuống đi. Diệp Huyên ngồi xuống bên cạnh Việt Kỳ, Việt Kỳ ngẩng đầu nhìn lên chân trời xa xa, nhẹ giọng nói, có biết thời đại huy hoàng nhất của Thương Kiếm Tông ta không? Diệp Huyên gật đầu, lúc kiếm chủ Thương Giới còn sống. Việt Kỳ gật đầu, năm đó, lúc tổ sư còn sống, cả thanh Thương Giới, dù là liên minh hộ giới cũng phải cúi đầu với Thương Kiếm Tông ta. Lúc đó là thời điểm huy hoàng nhất của Thương Kiếm Tông. Đáng tiếc, tổ sư đi rồi, Thương Kiếm Tông cũng không xuất hiện người như ông ấy nữa. Nói đến đây, nàng ấy như nhớ đến điều gì, nhẹ giọng nói, thật ra, đại sư huynh là người có khả năng trở thành nhân vật giống tổ sư nhất, đáng tiếc. Nói đến đây, nàng ấy không nói tiếp nữa. Diệp Huyên vội hỏi, đáng tiếc cái gì? Việt Kỳ im lặng một lát, nhẹ giọng nói, đáng tiếc kiếm tâm của huynh ấy từng vỡ nát, nếu không, hẳn sẽ có thành tựu vượt xa bây giờ. Kiếm tâm vỡ nát. Diệp Huyên cau mày, vỡ nát thế nào? Việt Kỳ nhẹ giọng nói, nữ nhân. Nữ nhân. Diệp Huyên. Việt Kỳ ngẩng đầu nhìn lên cuối chân trời xa xa, nhẹ giọng nói, năm đó đại sư huynh khiến mọi người đều kinh ngạc, dù là thế hệ trẻ tuổi của huyền môn cũng không áp đảo được huynh ấy, điều này khiến liên minh hộ giới sợ hãi. Bọn họ không muốn thanh Thương Giới xuất hiện tổ sư thứ hai, nhưng bọn họ lại không thể giết đại sư huynh. Vì thế, bọn họ đã sử dụng mỹ nhân kế. Việt Kỳ nhẹ nhàng vén tóc bên tai, lúc đầu thì có, cho rằng nhị sư huynh sợ chết. Nhưng đã biết bao nhiêu năm, cũng dần hiểu nỗi khổ tâm của huynh ấy. Tính cách của đại sư huynh cũng giống ngươi, quá nóng nảy, không biết nén giận. Nhưng nhị sư huynh thì khác, huynh ấy suy nghĩ nhiều chuyện hơn, lúc đó nếu chúng ta đi liều mạng với liên minh hộ giới, chẳng những không đấu lại, còn sẽ liên lụy đến vô số đệ tử của Thương Kiếm Tông. Nói đến đây, nàng ấy nhìn về phía Diệp Huyên, huynh ấy đúng. Diệp Huyên nhếch miệng cười, sư tôn muốn nói gì? Việt Kỳ nhìn Diệp Huyên, ánh mắt hơi phức tạp, người rất xuất sắc, giống như đại sư huynh năm đó vậy, nhưng tính tình của ngươi quá nóng nảy. Ta hơi lo lắng sau này nếu chúng ta, lo lắng sau này nếu ngươi xảy ra chuyện, không nghĩ đến tình hình chung, chỉ làm theo ý mình, khi đó, sẽ hại rất nhiều người bên cạnh. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó cười nói, thật ra con cũng rất thông minh đấy. Việt Kỳ lắc đầu, không phải ta nói ngươi ngốc, nhiều lúc ngươi cũng rất thông minh, nhưng nếu có người chọc giận ngươi, ngươi sẽ liều mạng lại. Ta rất lo lắng vì chuyện này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 628, không tiếc bất cứ giá nào. Nghe vậy, Diệp Huyên thầm thấy ấm áp, hắn cười nói, thế thì cũng hết cách. Con người con không nén giận được, cũng không thể nhìn bạn bè huynh đệ bên cạnh bị ức hiếp. Nhưng sư tôn, nói đi cũng phải nói lại, người sống một đời, tại sao phải để mình bị ức hiếp chứ? Dẫu sao thì Diệp Huyên con sẽ không tùy tiện đi ức hiếp người khác, nhưng nếu ai muốn kiếm chuyện với con nhất định sẽ đánh chết kẻ đó. Lúc ở Thanh Thành, hắn hiểu ra một đạo lý. Làm người, có thể làm người tốt, nhưng nhất định không thể quá dễ tính. Vì bình thường người tốt là người hay bị bắt nạt nhất. Việt Kỳ nhìn Diệp Huyên, nàng ấy vỗ nhẹ lên đầu hắn, cũng không bảo ngươi bị người ta ức hiếp mà không đánh lại. Ý ta là, sau này ngươi suy nghĩ chuyện gì cũng phải nghĩ chu toàn một chút, hiểu không? Diệp Huyên cười nói, hiểu rồi, hiểu rồi. Việt Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, miệng lưỡi trơn tru. Nói xong, không biết nàng ấy nghĩ đến điều gì, chợt trở nên im lặng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, người đang lo lắng về liên minh hộ giới sao? Việt Kỳ gật đầu, lần này liên minh hộ giới có thể nói là điều động toàn quân, nếu để bọn họ giành được tâm bản nguyên, thôi, không nghĩ những điều này nữa, nói chung là ân oán nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nên chấm dứt rồi.
Nói xong, nàng ấy nhìn về phía Diệp Huyên, nếu chuyện đến tình huống xấu nhất, người phải đi ngay, đừng lộ diện nữa, hiểu chưa? Diệp Huyên im lặng. Hắn biết trên dưới Thương Kiếm Tông, kể cả Việt Kỳ Sư Tôn trước mắt đều đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống tệ nhất rồi. Cuộc chiến sinh tử. Lúc này, Việt Kỳ lại vỗ đầu hắn, nghe thấy chưa? Diệp Huyên nhếch miệng cười, nghe thấy rồi. Nói xong, hắn ngồi xuống trước mặt Việt Kỳ, nghiêm túc nói, Việt Sư Tôn, bàn bạc một chuyện được không? Việt Kỳ chớp mắt, cái gì? Diệp Huyên nói, khu vực mộ kiếm có nhiều kiếm như vậy. Việt Kỳ lập tức lắc đầu, không được, những thanh kiếm kia ở đó là để đệ tử tông môn lĩnh hội, hơn nữa, rất nhiều thanh kiếm đều là truyền thừa của một vài tiền bối trong tông môn, người cũng đừng. Nói đến đây, nàng ấy dừng lại một chốc, sau đó nói tiếp, nếu có ngày chúng ta đều không còn nữa, người muốn làm gì thì làm. Không còn nữa. Diệp Huyên im lặng. Một lát sau, hắn nhẹ giọng nói, sao có thể không còn nữa được. Đều phải sống tốt. Bên kia, Lục Tôn Chủ đứng trên đám mây nhìn xuống bên dưới, lúc này dãy núi Hoàng U đã hoàn toàn nứt toác, trở thành một nơi toàn là nham thạch nóng chảy. Mạc Tu bên cạnh Lục Tôn Chủ nặng nề nói, thời cơ đã đến rồi. Lục Tôn Chủ gật đầu, bảo bọn họ bắt đầu, dẫn tâm bản nguyên kia ra. Mạc Tu trầm giọng đáp, đại trận này quá tiêu hao linh thạch, chúng ta đã tiêu hao gần 100.000 tử nguyên tinh rồi. 100.000 tử nguyên tinh. Dù là liên minh hộ giới dầu nứt đố đổ vách cũng thấy hơi sót. Chuyện tin hay. Lục Tôn Chủ ra lệnh, tiếp tục. Không tiếc bất cứ giá nào. Mạc Tu gật đầu, xoay người rời đi. Chương 629, tâm bản nguyên đã bị lấy đi rồi. Ở dãy núi Hoàng U, mỗi ngày đều có vô số máu tươi chảy xuống đất. Dù là liên minh hộ giới hay Thương Kiếm Tông đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi tâm bản nguyên của Thanh Châu xuất hiện. Một khi nó xuất hiện, trận đại chiến sẽ bắt đầu. Nhưng tâm bản nguyên kia lại không có chút động tĩnh. Hai ngày sau, mấy người Lục Tôn Chủ đều xa sầm mặt. Lúc này bọn họ đã phát hiện có gì đó không đúng rồi. Trên đám mây, Lục Tôn Chủ nặng nề nói, chuyện này có gì đó không đúng. Mạc Tu xa sầm mặt, không biết đang nghĩ gì. Lục Tôn Chủ đột nhiên nói, có khi nào đã bị Thương Kiếm Tông lấy được rồi không? Mạc Tu lắc đầu, chắc chắn không thể nào. Thương Kiếm Tông không thể nào im hơi lặng tiếng có được tâm bản nguyên của Thanh Châu này. Phải biết rằng, không có trận pháp gia trì, nếu tâm bản nguyên kia phản kháng, sẽ khiến linh khí trong thiên địa biến động. Trừ khi nó tự nguyện đi theo Thương Kiếm Tông, nhưng đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Tự nguyện đi theo. Lục Tôn Chủ lắc đầu, gã ta cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng. Tâm bản nguyên này rất đề phòng nhân loại. Hoàn toàn không thể nào tự động đi theo nhân loại được. Sau khi im lặng một lát, Lục Tôn Chủ nặng nề nói, đến thần toán môn một chuyện, bảo lão thần côn kia xem giúp, được rồi, để ta tự đi. Nói xong, ông ta xoay người bỏ đi. Lục Tôn Chủ nhanh chóng trở về trung thổ thần châu, gã ta đi tới một ngọn núi hoang, trên núi chỉ có một cung điện cũ nát, tấm bảng trên cổng của cung điện có ba chữ đã sắp không nhìn ra được, thần toán môn. Lục Tôn Chủ đi vào trong điện, có một ông già ở bên trong, ông già mặc áo bào màu xám rộng thùng thình, trên người tản ra mùi rượu nồng nặc. Lục Tôn Chủ đi tới trước mặt ông già, gã ta lấy một bình rượu ra để bên cạnh ông ta, ông già xoay người đứng dậy, giành lấy bình rượu uống một hơi cạn sạch. Một lát sau, ông ta hài lòng đi xuống. Lục Tôn Chủ nói, có chuyện muốn nhờ. Ông già phất tay áo một cái, lão Lục. Nếu là chuyện bói toán thì không cần nói nữa. Lục Tôn Chủ nói, chuyện này, ông phải giúp. Ông già ngồi dậy, lạnh lùng nhìn Lục Tôn Chủ, chắc ngươi cũng biết vì sao thần toán môn của ta lại rơi vào kết cục bây giờ, là vì tính hết thiên cơ, bị trời trừng phạt. Lục Tôn Chủ gật đầu, đương nhiên ta hiểu, nhưng chuyện lần này rất quan trọng với liên minh hộ giới của ta. Một lần cuối cùng, sau lần này ta sẽ không đến đây nữa. Được chứ? Ông già im lặng một lát rồi nói, chuyện gì? Lục Tôn Chủ trầm giọng nói, tâm bản nguyên của Thanh Châu. Ông già lắc đầu, ngươi không cần tốn công tốn sức nữa,
tâm bản nguyên đã rơi vào tay người khác rồi. Nghe vậy, trong mắt Lục Tôn chủ co lại, ông có ý gì? Ông già nhẹ giọng nói, có ý gì? Tâm bản nguyên đã không còn ở trong lòng đất Thanh Châu nữa, nó đã rơi vào tay người khác rồi. Lục Tôn chủ nhìn chằm chằm ông già, sao ông biết? Ông ta im lặng một lát, sau đó nói, lão Lục, dù ta không biết liên minh hộ giới muốn tâm bản nguyên này làm gì, nhưng xin nói nhiều một câu, tâm bản nguyên của Thanh Châu khác với của Thương Lan, nó có duyên được trời cao ưu ái, tốt nhất vẫn đừng nên có ý đồ với nó. Vẻ mặt Lục Tôn chủ bình tĩnh lại, nó nằm trong tay ai? Ông già cười khổ, người thật sự tưởng ta thần kỳ như thế à? Nếu ta thần kỳ như thế, thần toán môn sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Ta chỉ biết, tâm bản nguyên đã không còn ở trong lòng đất của Thanh Châu nữa, còn việc nó rơi vào tay ai, ta không biết. Lục Tôn chủ nặng nề nói, có thể tra ra không? Ông già lắc đầu, đối phương có thể im hơi lặng tiếng lấy được tâm bản nguyên này dưới sự theo dõi của các ngươi và Thương Kiếm Tông, chắc chắn không phải người bình thường. Ông ta lại nói, lão Lục, ta đã nói hết những chuyện mình biết rồi, đi đi. Trong điện, Lục Tôn chủ im lặng một lát rồi hỏi, không phải ở trong tay Thương Kiếm Tông à? Ông già lắc đầu, ta không rõ, ta thật sự không biết cuối cùng nó đang ở trong tay ai. Lão Lục, chắc người cũng biết, chúng ta xem được cái gì cũng chỉ là phương hướng đại khái, còn chi tiết mọi chuyện, đừng nói là ta, dù tổ sư có còn sống cũng không làm được. Lục Tôn chủ nhìn ông già một cái, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Lục Tôn chủ đi, ông già khẽ thở dài, e rằng liên minh hộ giới của ngươi sắp gặp chuyện rồi. Lục Tôn chủ, nói. Sắc mặt Mạc Tu hơi u ám, trước đây không lâu, ta cảm nhận được hơi thở của tâm bản nguyên ở chỗ này, sau đó dẫn người chạy đến, nhưng sau khi chúng ta đến hoàn toàn không nhìn thấy tâm bản nguyên, chỉ nhìn thấy một người. Người. Lục Tôn chủ khẽ nhíu mày, người nào? Mạc Tu trả lời, Diệp Huyên. Diệp Huyên. Nghe vậy, Lục Tôn chủ lập tức híp mắt lại. Chương 630, ta chướng mắt ngươi lâu lắm rồi. Mạc Tu nặng nề nói, ngày đó chúng ta thật sự cảm nhận được hơi thở của tâm bản nguyên, nhưng sau khi đến đây chỉ gặp Diệp Huyên kia. Lúc đó ta nghĩ Diệp Huyên này hoàn toàn không thể nào lặng lẽ lấy được tâm bản nguyên, cho nên cảm thấy có lẽ mình cảm nhận sai rồi. Nhưng bây giờ xem ra. Nói đến đây, ông ta lắc đầu, cũng không đúng, Diệp Huyên chẳng qua chỉ là kiếm hoàng, hoàn toàn không thể nào mang tâm bản nguyên kia đi được. Chưa chắc. Lục Tôn chủ lạnh lùng nói, người này trước giờ thần bí, nếu nói là người khác, chắc chắn ta sẽ không tin, dù là Thương Kiếm Tông ta cũng không tin. Nhưng người này, ta lại tin. Mạc Tu nhìn Lục Tôn chủ cảm thấy rất có thể tâm bản nguyên của Thanh Châu đang ở trên người Diệp Huyên kia à. Lục Tôn chủ gật đầu, nếu ông không cảm nhận sai, vậy rất có khả năng đang ở trên người hắn. Bây giờ Diệp Huyên kia đang ở đâu? Mạc Tu xoay người nhìn về phía một ông lão kia nặng nề nói, bây giờ đang ở cùng Thương Kiếm Tông. Lục Tôn chủ ra lệnh, tập trung tất cả mọi người đi theo ta. Nói xong. Gã ta xoay người đi, ba mươi mấy cao thủ ngự pháp cảnh chân chính đi theo phía sau. Lục Tôn chủ nhanh chóng dẫn một nhóm người của liên minh hộ giới đi tới trên một ngón núi nhỏ khác. Trên đỉnh núi, Trần Bắc Hàn đi tới trước mặt Lục Tôn chủ, cười nói, Lục Tôn chủ, người không đi đợi tâm bản nguyên kia xuất hiện, chạy đến chỗ ta làm gì? Lục Tôn chủ nhìn Trần Bắc Hàn, Diệp Huyên đâu? Diệp Huyên! Trần Bắc Hàn cười nói, Lục Tôn chủ tìm hắn làm gì? Lục Tôn chủ nhẹ giọng đáp, chỉ hỏi một chuyện thôi. Trần Bắc Hàn đang muốn nói chuyện, Lục Tôn chủ chợt cất lời, Trần Bắc Hàn, bây giờ ta không muốn nói nhảm với ngươi, ta chỉ muốn nhìn thấy Diệp Huyên. Nụ cười của Trần Bắc Hàn lạnh dần, lúc này, một âm thanh vang lên từ một bên, Lục Tôn chủ tìm ta à? Lục Tôn chủ quay đầu nhìn lại. Một thanh niên đi tới từ cách đó không xa, chính là Diệp Huyên. Còn có một cô gái đi bên cạnh hắn, người đó chính là Việt Kỳ. Lục Tôn chủ nhìn Diệp Huyên, có phải tâm bản nguyên của Thanh Châu ở trên người ngươi không? Tâm bản nguyên của Thanh Châu. Nghe thấy lời của Lục Tôn chủ, mấy người Trần Bắc Hàn hơi sửng sốt.
Còn Diệp Huyên cũng ngơ ngác, tâm bản nguyên. Tâm bản nguyên gì? Lục tôn chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Diệp Huyên, người đừng có giả ngu. Rốt cuộc tâm bản nguyên này có ở trên người ngươi không? Diệp Huyên trầm giọng nói, Lục tôn chủ, ông nổi điên cái gì thế? Sao tâm bản nguyên này có thể ở trên người ta được? Ông thấy ta giống người có tâm bản nguyên sao? Lục tôn chủ đang muốn nói chuyện, Trần Bắc Hàn ở bên cạnh đã lên tiếng trước, Lục tôn chủ, người đang nói đùa à? Lục tôn chủ nhìn về phía Trần Bắc Hàn, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, người cảm thấy ta đang nói đùa à? Trần Bắc Hàn cười nói, vậy ngươi cảm thấy một ngự pháp cảnh như hắn có thể lấy được tâm bản nguyên à? Nếu tâm bản nguyên dễ lấy như thế, liên minh hộ giới của các ngươi còn cần hao tâm tốn sức như thế sao? Lục tôn chủ nhìn Diệp Huyên, có lấy được hay không, có lẽ chỉ hắn biết. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, Lục tôn chủ, tâm bản nguyên đúng là ở trên người ta. Nghe vậy, mọi người đều ngơ ngác. Mà lúc này... Diệp Huyên chợt nhếch miệng cười, chắc chắn Lục tôn chủ muốn nghe câu này đúng không, cho nên ta nói một lần cho ông vui vậy. Nghe lời của Diệp Huyên, Việt Kỳ ở bên cạnh lắc đầu cười, tên láo cá. Trần Bắc Hàn cười nói, vậy ta chỉ có thể nói Lục tôn chủ nghĩ nhiều rồi. Diệp Huyên này là đệ tử của Thương Kiếm Tông ta. Hôm nay, chỉ cần chúng ta còn sống, mấy người các ngươi đừng hóng mang hắn đi. Lục tôn chủ gật đầu, nếu đã vậy thì khai chiến đi. Trần Bắc Hàn cười nói, sẵn sàng tiếp đón. Diệp Huyên ở bên cạnh đột nhiên cười nói, Lục tôn chủ, ông muốn đưa ta đi nhưng còn chưa hỏi ý ta đâu. Lục tôn chủ tức giận chỉ vào Diệp Huyên, người bớt nói nhảm đi, ta chướng mắt ngươi lâu lắm rồi. Hôm nay, dù người phía sau ngươi có xuất hiện, lão phu cũng phải giết chết ngươi. Nói xong. Ông ta xông về phía Diệp Huyên. Chương 631, vậy thì chôn cùng hắn đi. Nhìn thấy Lục tôn chủ ra tay, Diệp Huyên không ngừng cười khẩy, đang định ra tay thì lúc này, Trần Bắc Hàn đột nhiên chặn trước mặt hắn. Trần Bắc Hàn nhìn Lục tôn chủ, nụ cười trên mặt đã lạnh đi, Lục tôn chủ, ức hiếp một tiểu bối, ngươi không thấy mất mặt sao, ta đến chơi với ngươi. Dứt lời, y tiến lên một bước, chỉ tay ra. Vèo, một thanh phi kiếm bay ra từ trong ống tay áo của y. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức Diệp Huyên cũng không thể nhìn thấy quỹ đạo của nó. Kiếm tiên. Diệp Huyên thầm dùng mình, phi kiếm thế này mới là phi kiếm chân chính chứ. Lục tôn chủ ở phía đối diện Trần Bắc Hàn tiện tay vung lên, một tấm chắn gợn sóng xuất hiện trước mặt gã ta. Ầm. Thiên địa đột nhiên chấn động. Phi kiếm của Trần Bắc Hàn bị cản lại. Trần Bắc Hàn nhìn tấm chắn trước mặt Lục tôn chủ, cười nói, chắc hẳn đây là tấm chắn nguyên âm của Lục tôn chủ nhỉ. Lục tôn chủ thản nhiên nhìn Trần Bắc Hàn, bây giờ, nếu Thương Kiếm Tông của ngươi giao Diệp Huyên này ra, hai bên chúng ta còn có thể tạm thôi. Nếu Thương Kiếm Tông của ngươi thật sự muốn liều mạng bảo vệ hắn, vậy thì chôn cùng hắn đi. Trần Bắc Hàn cười nói, ngươi tưởng ta sẽ sợ sao? Lục tôn chủ híp hai mắt lại, nếu đã thế thì chôn cùng hắn đi. Dứt lời, mười mấy người đột nhiên xuất hiện xung quanh. Đều là ngự pháp cảnh chân chính. Phía sau Trần Bắc Hàn cũng xuất hiện 17 người, Diệp Huyên nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc trong đó, Chiến Thiết, Cố Sư Thúc, Việt Kỳ, Thương Huyền, còn có mấy người hắn không quen. Nhưng những người này đều là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Diệp Huyên xa sầm mặt, vì hắn không phát hiện đại sư bá kiếm huyền kia. Lục tôn chủ đứng trong không trung nhìn xuống Trần Bắc Hàn, nào, để ta xem đã bao nhiêu năm trôi qua, đại kiếm tiên là ngươi đã phát triển đến mức nào rồi. Trần Bắc Hàn cười đáp, như ngươi mong muốn. Dứt lời, y biến thành một tia kiếm quang bay lên trời. Phía dưới, Việt Kỳ quay đầu nhìn Diệp Huyên cách đó không ra, lùi lại. Diệp Huyên trần trừ một chốc, đang định lên tiếng, Việt Kỳ lại nói, lùi lại. Lần này, giọng nói đã trở nên hơi nghiêm khắc. Diệp Huyên nhếch miệng cười, được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mấy cao thủ của liên minh hộ giới trên không trung đuổi theo Diệp Huyên, nhưng mấy người Việt Kỳ đã nhanh chóng bay lên từ dưới đất, chắn trước mặt bọn họ. Đại chiến bắt đầu. Trên đám mây.
Lục Tôn Chủ và Trần Bắc Hàn đứng đối diện nhau từ xa, vẻ mặt cả hai đều không có chút cảm xúc. Lục Tôn Chủ đột nhiên duỗi tay phải ra, những tầng mây bên dưới gã ta lập tức tập trung về phía tay, chẳng mấy chốc, dưới người gã ta đã xuống hiện một vòng xoáy mây rất lớn. Trần Bắc Hàn đứng phía xa gập ngón cái, ngón áp út và ngón út tay phải lại, một giây sau, một tiếng kiếm reo vang vọng ra từ trong ống tay áo của y. Lục Tôn Chủ lạnh lùng nói, nào, để ta được mở mang kiến thức về tụ trung kiếm của ngươi xem. Dứt lời, gã ta giơ tay phải lên trên rồi mở ra, một giây sau, vòng xoáy mây to lớn kia chợt thu nhỏ lại trong nháy mắt, biến thành một vòng xoáy lớn bằng bàn tay nằm trong lòng bàn tay của gã ta. Sau đó, gã ta đột nhiên vỗ một cái về phía Trần Bắc Hàn ở đối diện. Lúc này hắn mới phát hiện Lục Tôn Chủ này mạnh đến thế, với thực lực của hắn trước mắt, hoàn toàn không thể chống lại Lục Tôn Chủ. Mà đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy trận chiến thế này. Cao thủ như thế quả nhiên có thể hủy thiên diệt địa. Dù hắn cùng từng thấy cô gái bí ẩn ra tay, nhưng mỗi lần nàng ấy ra tay đều không có gì long trời lỡ đất cả. Chỉ cần một chiêu là xong. Trên đám mây, Trần Bắc Hàn nhìn Lục Tôn Chủ nhẹ giọng nói, hay cho chiêu trưởng trung thiên địa. Vẻ mặt Lục Tôn Chủ không chút cảm xúc, biết bao năm trôi qua, tụ trung kiếm của ngươi cùng tiến bộ không ít. Chương 632, là ai? Trần Bắc Hàn cười nói, vậy thì tiếp tục đi. Dứt lời, y tiến lên một bước, phía sau y lập tức xuất hiện trên trăm đạo kiếm khí. Trần Bắc Hàn chỉ về phía Lục Tôn Chủ, đi. Dứt lời, 100 đạo kiếm khí kia bắn ra, chớp mắt một cái, tầng mây ở cả chân trời đã bị 100 đạo kiếm khí này cắt rách, cùng lúc đó, từng tia kiếm quang sáng rực cũng phủ kín bầu trời. Bên kia, vẻ mặt Lục Tôn Chủ không chút cảm xúc, gã ta duỗi tay phải về phía trước, một tấm chắn hư ảo nhanh chóng xuất hiện trong bàn tay gã ta. Một giây sau, tấm chắn hư ảo này to lên theo gió. Chớp mắt một cái đã lớn hơn trăm trượng. Trên tấm chắn lớn này có từng cơn sóng không ngừng xuất hiện, tựa như sóng nước vậy. Chẳng mấy chốc, những đạo kiếm khí kia đã bay tới. Ầm ầm ầm. Cả chân trời vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, lúc này, đám mây ở bốn phía chân trời không ngừng rung động, không gian ở một số nơi còn xuất hiện vết rạn nứt. Cứ như thế, sau khi những tiếng nổ vang này kéo dài rất lâu, chân trời mới dần yên tĩnh trở lại, nhưng cũng không lâu lắm lại vang lên tiếng nổ. Bên dưới, Diệp Huyên hít sâu một hơi. Cao thủ. Lúc này hắn mới phát hiện thật ra mình vẫn rất yếu, trước đây hắn không phát hiện ra, vì hắn chưa từng gặp được cao thủ thanh thương giới. Cho tới nay, hắn vẫn cảm thấy mình rất mạnh. Thật ra thì hắn không mạnh chút nào. Lúc này hắn cũng hơi vui mừng, vui vì trước đó không đấu với lão Lục. Nếu không chắc chắn sẽ bị người ta đánh cho khóc. Nhưng hắn cũng không tự ti, bây giờ hắn còn trẻ, nếu cho hắn thêm thời gian, đừng nói là Lục Tôn Chủ, dù là cô gái bí ẩn, hắn cũng có thể đấu một trận. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lập tức tự tin hơn, giống như trong thiên địa không có người Diệp Huyên hắn đánh không lại vậy. Thật ra, rốt cuộc thực lực của cô gái bí ẩn đã đến mức độ nào, hắn cũng không rõ nữa. Diệp Huyên nhớ đến điều gì? Hắn nhìn vào tháp giới ngục, lúc này, Tiểu Linh Nhi lại chạy lên đỉnh tháp. Hình như Tiểu Linh Nhi đang ôm một cái hộp, sau đó không biết đang nói gì với cái hộp, còn rất vui vẻ. Đúng lúc này, dường như Tiểu Linh Nhi cảm nhận được điều gì, cô bé vội cất cái hộp đi, sau đó ngẩng đầu liếc, ngươi đừng có nhìn trộm người ta. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên không quan tâm đến tiểu nha đầu này nữa, gần đây tiểu nha đầu này rất thần bí. Đợi sau này rảnh rỗi rồi tìm cô bé hỏi cho rõ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi đó, cao thủ của Liên minh hộ giới đã bắt đầu đánh nhau với mấy người Việt Kỳ sư tôn. Dù người bên phía Thương Kiếm Tông ít hơn một chút, nhưng Diệp Huyên phát hiện, sức chiến đấu của bọn họ lại rất mạnh, không hề rơi vào thế yếu chút nào. Kiếm tu. Đúng lúc này, một người trong đó đột nhiên xoay người, nhưng trước mặt ông ta lại chẳng có gì cả. Người này siết chặt hai tay, gằn giọng nói, là ai? Ra ngoài cho lão phu. Không ai đáp lại. Ngay lúc này, Việt Kỳ ở cách đó không xa đột nhiên xuất kiếm, sắc mặt hai người thay đổi, vội vàng xoay người, nhưng vào khoảnh khắc bọn họ xoay người,
một thanh kiếm lại lặng lẽ đâm vào sau gáy của ông lão vừa nói chuyện. Phụt! Máu tươi lập tức bắn ra từ sau gáy của ông lão. Chương 633, khó lòng phòng bị. Xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Một ông lão khác sợ hãi nhìn xung quanh, lúc này ông ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Vì ông lão khi nãy chết ngay bên cạnh ông ta, nhưng ông ta hoàn toàn không phát hiện ra là ai làm. Không chỉ ông ta, Việt Kỳ ở một bên cũng hơi ngơ ngác. Là ai đang ra tay? Trong ấn tượng của nàng ấy, Thương Kiếm Tông đâu có sát thủ chứ? Nhưng lúc này, cách trăm trượng bên kia, một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính của Liên Minh Hộ Giới đột nhiên bay đầu. Máu tươi bắn ra. Mấy giây sau, một ngự pháp cảnh chân chính của Liên Minh Hộ Giới ở một nơi cách đó 200 trượng lại bị một chiêu kiếm xuyên qua tim. Cứ thế, chưa đến mười mấy giây ngắn ngủi, cao thủ Liên Minh Hộ Giới đang có mặt đã có 5 người ngã xuống. Lần này, tất cả cao thủ của Liên Minh Hộ Giới đều hơi hoảng hốt. Bọn họ không sợ đánh nhau, nhưng lén lút ra chiêu thế này, bọn họ không thể không kiêng dè được. Vì khó lòng phòng bị. Hơn nữa còn kỳ lạ thần bí, không có chút tung tích như thế. Chẳng mấy chốc, cao thủ của Liên Minh Hộ Giới đều dừng lại, sau đó dựa vào nhau, lúc này bọn họ chẳng những phải đối mặt với cao thủ của Thương Kiếm Tông, còn phải đề phòng người trong bóng tối nữa, có thể nói là phải phân tâm quá nhiều, cho nên thực lực cũng giảm đi. Vì thế, lúc này bên Liên Minh Hộ Giới đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Thấy tình hình không ổn, Mạc Tu vội thông báo cho Lục Tôn Chủ, nhưng cũng không nhận được câu trả lời chắc chắn. Vì lúc này Lục Tôn Chủ đã bị Trần Bắc Hàn kiềm chế, hai người chiến đấu, ai cũng không dám phân tâm. Chỉ cần sơ suất một chút là sẽ không thể cứu vãn. Người bên phía Thương Kiếm Tông cũng hơi khó hiểu, vì bọn họ không biết là ai đang giúp đỡ trong bóng tối. Nhưng không sao cả, dù sao cũng là chuyện tốt. Trận chiến trên dãy núi Hoàng U vẫn đang kéo dài, nhưng Liên Minh Hộ Giới đã hoàn toàn bị áp đảo, chỉ có thể bị động phòng thủ. Trong không trung, Lục Tôn Chủ và Trần Bắc Hàn vẫn còn đang chiến đấu, hai người vẫn không phân thắng bại. Diệp Huyên ở trong tối không tiếp tục ra tay nữa, vì cao thủ của Liên Minh Hộ Giới đã tựa sát vào nhau, lúc này nếu hắn ra tay, chắc chắn những người kia sẽ liên thủ đối phó hắn trước. Bây giờ, hắn chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Dù sao bây giờ Liên Minh Hộ Giới mới là bên phải lo lắng. Cứ thế, những cao thủ của Liên Minh Hộ Giới lần lượt chết đi, còn bên Thương Kiếm Tông dù cũng có người hy sinh, nhưng còn lâu mới nhiều được như Liên Minh Hộ Giới. Nửa canh giờ sau, đám mây phía chân trời đột nhiên vang lên tiếng nổ vang, chẳng mấy chốc, hai bóng người đã rơi nhanh xuống đất từ trên không trung. Ầm. Xung quanh chấn động dữ dội. Chỗ hai người rơi xuống lập tức biến thành đống đổ nát. Mọi người dừng lại, nhìn về phía Lục Tôn Chủ và Trần Bắc Hàn. Nếu hai người này đã phân thắng bại, thì có nghĩa là trận chiến cũng kết thúc. Dưới đất, Trần Bắc Hàn giơ ống tay áo lên, sau đó nhìn về phía Lục Tôn Chủ cách đó không xa, cười nói, Lục Tôn Chủ, hai người chúng ta muốn phân thắng bại chắc phải mất mấy ngày mấy đêm. Lục Tôn Chủ nhìn chằm chằm Trần Bắc Hàn. Vẻ mặt hơi dữ tợn, nếu ngươi không giao Diệp Huyên ra, ta đảm bảo Thương Kiếm Tông của ngươi nhất định sẽ xong đời. Trần Bắc Hàn cười nói, việc Liên Minh Hộ Giới ngươi muốn tiêu diệt Thương Kiếm Tông của ta cũng không phải ngày một ngày hai. Nhưng Thương Kiếm Tông vẫn rất tốt đấy thôi, không phải sao? Lục Tôn Chủ cười khẩy, Trần Bắc Hàn, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì hành vi ngu xuẩn này của mình. Nói xong, gã ta nhìn một vòng xung quanh, Diệp Huyên. Ta biết ngươi đang trốn gần đây, ta cho ngươi biết, nếu ngươi không giao tâm bản nguyên ra, Liên Minh Hộ Giới ta nhất định sẽ đuổi giết ngươi đời đời kiếp kiếp, không ai bảo vệ được ngươi đâu. Nói xong, gã ta lại nhìn Trần Bắc Hàn, đợi đấy. Dứt lời, cả đám xoay người bỏ đi. Chẳng mấy chốc, tất cả cao thủ của Liên Minh Hộ Giới đã biến mất ở cuối chân trời. Bên dưới, Trần Bắc Hàn nhìn về phía chân trời, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, ông ta đột nhiên nói, Diệp Huyên đâu? Ta ở đây. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía xa, mọi người nhìn qua, chính là Diệp Huyên, lúc này Diệp Huyên đang cười tâu toét,
không biết đang cười cái gì. Nhìn thấy Diệp Huyên, mọi người đều lắc đầu nở nụ cười. Trần Bắc Hàn hơi chần chừ, sau đó nói, ta muốn hủy đi tâm bản nguyên này, chấm dứt tai họa về sau. Hủy đi. Diệp Huyên vội lắc đầu, không không. Vừa nghĩ đến việc phải hủy đi Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyên thật sự hơi không đành lòng, cũng không làm được. Tuy nha đầu kia hơi nghịch ngợm, nhưng cũng không phải người xấu gì. Trần Bắc Hàn nhìn Diệp Huyên, nếu không hủy đi sau này e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Diệp Huyên cười khổ, tông chủ sở dĩ tâm bản nguyên kia chịu đi theo ta là vì ta đã đồng ý sẽ bảo vệ nó, nếu bây giờ muốn hủy đi nó, ta không làm được. Làm người phải coi trọng chữ tín đúng không? Chương 634, tuyên chiến. Trần Bắc Hàn im lặng một lúc, sau đó hỏi, nó là tự nguyện đi theo cậu ư? Diệp Huyên gật đầu. Trần Bắc Hàn liếc Diệp Huyên, cái tên này. Không thể không nói, lúc này trong lòng y vẫn còn hơi khiếp sợ, vì y thật sự không ngờ tâm bản nguyên của Thanh Châu này lại đi theo Diệp Huyên. Phải biết rằng linh vật như thế thường rất mâu thuẫn với loài người. Thần bí. Diệp Huyên vẫn luôn mang lại cho y một cảm giác thần bí. Một lát sau, Trần Bắc Hàn trầm giọng nói, có lẽ liên minh hộ giới cũng đoán được nó ở trên người cậu, bọn họ sẽ không giảng hòa, cậu nhất định phải trở về Thương Kiếm Tông cùng ta. Việt Kỳ ở bên cạnh gật đầu, đi về. Trần Bắc Hàn lại nói, nếu cậu ở lại Thanh Châu này, cậu hoàn toàn không thể nào tự vệ. Cho cậu nửa ngày để xử lý chuyện ở Thanh Châu, tốt nhất là bảo những người bạn kia của cậu trốn đi, hoặc trở về Thương Kiếm Tông cùng ta. Nói đến đây, trong mắt y lộ vẻ lo lắng, vì tâm bản nguyên này, chắc chắn liên minh hộ giới sẽ bất chấp tất cả. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, nếu ta về Thương Kiếm Tông, chắc chắn liên minh hộ giới sẽ điên cuồng nhằm vào Thương Kiếm Tông, chuyện này. Trần Bắc Hàn lắc đầu, cậu đã là đệ tử của Thương Kiếm Tông ta, chuyện của cậu, đương nhiên là chuyện của Thương Kiếm Tông. Hơn nữa dù không có cậu, một khi liên minh hộ giới đạt được mục đích, bọn họ vẫn sẽ không bỏ qua cho Thương Kiếm Tông. Mau đi xử lý chuyện của cậu đi, nửa ngày sau, trở về Trung Thổ Thần Châu cùng chúng ta. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó, Việt Kỳ ở bên cạnh cất lời, đi mau, đừng lãng phí thời gian nữa. Diệp Huyên cười, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyên đi rồi, Trần Bắc Hàn nhẹ giọng nói, không ngờ tâm bản nguyên kia lại rơi vào tay hắn. Việt Kỳ nhìn về phía Trần Bắc Hàn, đừng lợi dụng hắn. Trần Bắc Hàn lắc đầu cười, tiểu sư muội, ở trong lòng muội, nhị sư huynh là người vô tình vô nghĩa vậy sao? Việt Kỳ nhẹ giọng nói, con người hắn không xấu, nếu bằng lòng ở lại Thương Kiếm Tông ra, thành tựu sau này chắc chắn sẽ không thua gì đại sư huynh. Chuyên trang đọc truyện gạch dưới trumtruien.org gạch dưới. Trần Bắc Hàn gật đầu, huynh biết, vấn đề lớn nhất của tiểu tử này là làm việc theo cảm tính, nếu không quan tâm đến chuyện gì, một lòng tu luyện, thành tựu sau này chắc chắn không thua kém đại sư huynh. Nhưng nếu để hắn làm tông chủ đời kế tiếp, huynh sợ hắn sẽ dẫn Thương Kiếm Tông đi đánh nhau mỗi ngày. Ngay vậy, Việt Kỳ cũng hơi lắc đầu, nàng ấy cũng hiểu chút chút về tính cách của Diệp Huyên này, thật sự không phải nóng nảy bình thường. Đừng thấy mọi ngày hắn cười vui vẻ, da mặt dày, có lúc còn hơi gian xảo, nhưng nếu chọc giận hắn, hắn sẽ như núi lửa phun trào vậy. Trần Bắc Hàn đột nhiên nói, thôi, đây đều là chuyện của sau này, bây giờ nói đến còn sớm lắm. Nói xong, y nhìn về phía Việt Kỳ, có biết người âm thầm ra tay khi nãy là ai không? Việt Kỳ lắc đầu. Trần Bắc Hàn lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Việt Kỳ nhìn thoáng qua hướng Diệp Huyên rời đi. Sau khi ra khỏi dãy núi Hoang U, Diệp Huyên lập tức trở về Ninh Quốc. Trong tẩm cung của Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, cau mày, trốn đi. Diệp Huyên gật đầu, hai người các cô nhất định phải trốn đi, nếu không thì đi theo ta đến Thương Kiếm Tông cũng được. Thác Bạt Ngạn và Kỳ An Chi nhìn nhau, cuối cùng, Thác Bạt Ngạn nặng nề hỏi, chuyện này nghiêm trọng lắm sao? Diệp Huyên gật đầu, vô cùng nghiêm trọng. Lần này, có lẽ liên minh hộ giới muốn liều mạng với ta rồi. Như Trần Bắc Hàn nói, hắn có thể cảm nhận được liên minh hộ giới xem trọng tâm bản nguyên này đến mức nào. Nhưng hắn nhất định sẽ không đưa tâm bản nguyên cho bọn họ.
Vì dù giao cho đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho hắn và Thương Kiếm Tông. Nhất định sẽ trở về, đúng không? Thác Bạt Ngạn hỏi. Diệp Huyên dừng bước, cười đáp, đợi ta. Nói xong, hắn biến mất trước cửa. Thác Bạt Ngạn ngồi trong điện nhìn vào cửa một lúc lâu. Nửa ngày sau, Thanh Thương Giới xảy ra một chuyện lớn. Liên minh hộ giới tuyên bố tuyên chiến với Thương Kiếm Tông. Chương 635, bất chấp tất cả, hiểu chứ? Liên minh hộ giới tuyên chiến với Thương Kiếm Tông. Lúc trước, dù hai bên đã có mâu thuẫn, nhưng đều không công khai tuyên chiến. Còn lần này, liên minh hộ giới lại trực tiếp tuyên chiến, có nghĩa lại hai bên không còn đường lui nữa, chỉ có thể là một mất một còn. Diệp Huyên cũng trở về Thương Kiếm Tông với mấy người Trần Bắc Hàn. Lúc này, Thương Kiếm Tông đã bước vào trạng thái đề phòng cao nhất, tất cả đệ tử của tông môn đều chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Vì liên minh hộ giới có thể tấn công bất cứ lúc nào. Vân Kiếm Phong. Diệp Huyên đang giúp Việt Kỳ sắp xếp những kiếm kỹ và ghi chú ở trong điện. Việc làm của Việt Kỳ mỗi ngày là nghiên cứu những kiếm kỹ này, sau đó ghi chú, thỉnh thoảng còn cải tiến nó. Không thể không nói, đi theo Việt Kỳ, mỗi ngày thật sự có thể học được rất nhiều điều. Nhưng không phải lúc nào Diệp Huyên cũng ở điện Vân Kiếm, bây giờ hắn đã quen thuộc với Thương Kiếm Tông rồi, thỉnh thoảng còn đi dạo ở đây một chút, ở kia một chút, sống rất thoải mái. Mà sau khi quay về Trung Thổ Thần Châu, liên minh hộ giới lại yên tĩnh một cách kỳ lạ, không có chút động tĩnh nào. Núi hộ giới. Lục Tôn Chủ đi tới hậu điện. Ở đây có một vòng xoáy màu đen, là bầu trời sao vô tận. Lục Tôn Chủ đi tới trước vòng xoáy, hơi cúi người, chủ thượng. Một lát sau, có giọng nói vang lên từ bên trong, thất bại rồi à? Lục Tôn Chủ gật đầu, chưa thể lấy được, nhưng đã biết ở trong tay ai rồi. Sau một thoáng yên tĩnh, giọng nói kia lại vang lên, bất chấp tất cả, hiểu chứ? Lục Tôn Chủ gật đầu, đến lúc đó có lẽ sẽ cần chủ thượng giúp đỡ, vì sau lưng người kia có một cô gái bí ẩn, trước đây từng nói với chủ thượng. Người này chắc chắn không phải người bình thường, nếu nàng ta xuất hiện. Không phải bản chủ từng cho ngươi một phân thân sao, bên kia hỏi. Lục Tôn Chủ cười khổ, gã ta muốn nói e rằng phân thân kia vẫn không đủ, nhưng gã ta không dám nói. Lục Tôn Chủ trần trừ một chút rồi gật đầu, hiểu rồi ạ. Nhưng thuộc hạ lo là cô gái bí ẩn kia không phải người bình thường, sau lưng e rằng có thế lực nào đó. Cho nên để đề phòng, mong chủ thượng ban thêm một phân thân nữa. Bên kia đáp, ta tổng cộng chỉ tu luyện được hai phân thân, một cái trong đó cho ngươi, còn một cái khác ta còn phải dùng. Nếu ngươi không tự tin, ta sẽ bảo tả hữu hộ pháp đến giúp đỡ ngươi. Nghe vậy, Lục Tôn Chủ vội gật đầu, như vậy rất tốt, ngoài ra, ta còn muốn xin chủ thượng một đội kim vệ, chỉ cần 10 người là được. Bên kia im lặng một lát, sau đó nói, được. Lục Tôn Chủ lập tức thấy yên tâm, nếu đã thế thì chắc chắn sẽ tiêu diệt được Thương Kiếm Tông. Trong tinh không vô tận, một chiếc thuyền tinh vân đột nhiên dừng lại, trong tinh không ở đối diện thuyền tinh vân là một tòa cổ thành, trên không cổ thành có 4 chữ lớn, liên minh hộ giới. Trên thuyền tinh vân có một ông lão và một người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên nhìn tòa thành cổ xa xa, nhẹ giọng nói, vùng tinh vực này là do liên minh hộ giới phụ trách à? Ông lão gật đầu, thật ra trước đây liên minh hộ giới này cũng không đơn giản, người sáng lập chỉ là một thiếu niên bình thường, nhưng lại một mình phát triển, mở ra một cách tu hành khác. Cách này chính là tín ngưỡng chi lực, tín ngưỡng của chúng sinh với hắn càng thành kính, võ đạo của hắn càng mạnh. Đáng tiếc. Nói đến đây, ông ta lắc đầu thở dài, từ sau người này, liên minh hộ giới cũng không xuất hiện người nào kinh tài tuyệt diễm nữa, vì thế cũng không phát triển được như lúc trước. Đến bây giờ chỉ có thể xem là thế lực hạng ba thôi. Người đàn ông trung niên cười nói, những chuyện này đều không liên quan gì đến chúng ta, nhiệm vụ lần này của hai người chúng ta chỉ là đến tìm thiếu niên kia, hay, ở tinh vực rộng lớn này, muốn tìm một người thật sự còn khó gấp trăm lần mò kim đáy biển nữa. Linh hư tinh cung ta lần này xem như gặp xui xẻo rồi. Nghe vậy, ông lão cũng cười khổ cũng hết khách, cô gái bí ẩn kia từ trên trời giáng xuống, tìm đến chúng ta, ai bảo chúng ta đánh không lại người ta.
Nghe thấy lời của ông lão, người đàn ông trung niên cũng cười khổ. Đánh không lại. Hoàn toàn đánh không lại. Sức mạnh của cô gái bí ẩn kia đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của bọn họ rồi. Một lúc sau, người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, đi thôi. Dứt lời, thuyền tinh vân bay đến trên không của hộ giới thành, chẳng mấy chốc, một ông lão mặc áo đen xuất hiện trước thuyền tinh vân. Ông lão đề phòng nhìn hai người, hai vị là. Người đàn ông trung niên cười nói, tại hạ là Lâm Tòng Vân của Linh Hư Tinh Cung. Vị bên cạnh là người chấp pháp của Linh Hư Tinh Cung ta, Tần Chấn. Linh Hư Tinh Cung. Ông lão áo đen nhíu mày, chưa từng nghe nói. Lâm Tòng Vân cười nói, Linh Hư Tinh Cung ta cách tinh vực này quá xa, ngươi chưa từng nghe nói cũng bình thường. Nói xong, y thể hiện khí thế mạnh mẽ của mình ra. Tần Chấn bên cạnh y cũng thế. Nhìn thấy khí thế của hai người, sắc mặt của ông lão áo đen lập tức thay đổi, hai vị. Lâm Tòng Vân cười nói, lần này hai người chúng ta đến đây cũng không có ác ý, chỉ là muốn nhờ liên minh hộ giới của ngươi giúp một việc nhỏ. Việc nhỏ. Ông lão áo đen hơi chần chừ, sau đó hỏi, việc gì? Ông lão áo đen cười nói, đương nhiên là tiện rồi. Sau đó, ông ta hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói, hai vị, lần này liên minh hộ giới ta muốn khai chiến với thế lực một phương, lúc đó nếu hai vị có tiện thì mong ra tay giúp đỡ một chút, không biết ý hai vị thế nào. Hai người Lâm Tòng Vân nhìn nhau, Lâm Tòng Vân cười nói, đương nhiên là được, nhưng việc tìm người này. Ông là mặc áo đen nghiêm mặt nói, yên tâm, liên minh hộ giới ta sẽ dốc toàn lực tìm kiếm người này, nếu người này ở vùng tinh vực này, liên minh hộ giới ta chắc chắn có thể tìm ra hắn. Lâm Tòng Vân cười nói, vậy thì cảm ơn nhé. Ông lão mặc áo đen cười khẽ, mời hai vị đi theo ta. Nói xong, ông ta xoay người bước đi. Chương 636, mau cút đi. Trên mặt ông ta tràn đầy ý cười. Vừa nhìn Lâm Tòng Vân và Tần Chấn đã biết không phải cao thủ bình thường, đến lúc đó có hai người này tham chiến, chắc chắn Thương Kiếm Tông sẽ bị tiêu diệt. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt ông lão áo đen càng sáng lạn hơn, cũng càng thêm khách sáo với hai người Lâm Tòng Vân hơn. Thanh Thương Giới. Mỗi ngày Diệp Huyên đều đi dạo hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng, hắn đi dạo đến khu vực mộ kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyên, mí mắt ông lão canh gác khu vực mộ kiếm giật giật, ông ấy vội chắn trước mặt Diệp Huyên, hơi để phòng nói, làm gì đấy? Ông ấy vẫn chưa quên lần trước khi Diệp Huyên đã hấp thụ rất nhiều thanh kiếm, hơn nữa trong đó còn có kiếm bậc thiên. Tên này có thể nuốt kiếm. Diệp Huyên cười hì hì, không có gì, chỉ đến đi dạo thôi. Ông lão nhẹ giọng nói, nơi này không được đi vào đi dạo. Đi về đi. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta cũng chỉ đi dạo thôi mà, không có ý gì khác. Ông lão nhìn Diệp Huyên, mặt không chút cảm xúc, không được. Diệp Huyên khẽ thở dài, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xoay người rời đi. Thật ra hắn có thể lặng lẽ lẻn vào trong, nhưng làm vậy thì nhàm chán quá. Kiếm bậc thiên. Bây giờ hắn rất cần kiếm bậc thiên, vì bây giờ chỉ cần có kiếm bậc thiên, hắn sẽ có thể bước vào ngự pháp cảnh chân chính bất cứ lúc nào. Một khi trở thành ngự pháp cảnh chân chính, chắc chắn thực lực của hắn sẽ mạnh hơn nhiều. Ngoài ra, hắn vẫn chưa ngưng tụ không gian chi kiếm. Bây giờ ngoài tháp giới ngục, đòn mạnh nhất của hắn chính là đại địa chi kiếm. Nếu ngưng tụ thành công đại địa chi kiếm, khi sử dụng nhất kiếm định sinh tử, hắn chắn chắn 90% là có thể hạ gục một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính trong nháy mắt. Mà đạo tắc không gian rõ ràng là mạnh hơn đạo tắc đại địa, nếu ngưng tụ được không gian chi kiếm, uy lực chắc chắn sẽ càng to lớn hơn. Nhưng bây giờ, hắn không chắc có thể ngưng tụ được không gian chi kiếm. Vì cảnh giới chưa đủ. Nhất định phải đạt đến ngự pháp cảnh chân chính. Như thế thì cần kiếm. Đi đâu tìm kiếm đây? Khu vực mộ kiếm là không có khả năng rồi. Vì nơi này là của để dành nhiều năm của Thương Kiếm Tông, những thanh kiếm kia ở đó có thể nâng cao kiếm đạo của đệ tử trong tông môn. Chắc chắn không thể để hắn tiếp tục hấp thu nữa. Chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Cách gì đây? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó, hắn lại đến chú khí phong,
nhìn thấy Diệp Huyên, Chiến Thiết tức giận hỏi, lại đến đây làm gì? Diệp Huyên nhếch miệng cười, đến thỉnh an Chiến sư thúc. Cút cút. Chiến Thiết phất tay, mau cút đi, chỗ của ta không còn gì nữa rồi. Nói xong, ông xoay người biến mất. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên lại đi đến trận đạo phong, hắn vào điện, đi tới trước mặt Cố sư thúc, hành lễ, bái kiến Cố sư thúc. Cố sư thúc nhìn hắn, có chuyện gì à? Diệp Huyên hơi chần chừ, sau đó nói, đúng là có chuyện, nhưng hơi khó nói. Cố sư thúc nhẹ giọng đáp trả, vậy thì không cần nói. Diệp Huyên đen mặt, sao cố sư thúc này lại không theo kịch bản thế? Hắn bèn nói luôn, con cần kiếm bậc thiên. Cố sư thúc nhìn hắn, chỉ có một thanh của ta thôi, người muốn lấy không? Diệp Huyên cười khổ. Sao có thể lấy được? Hắn hơi cúi người, sau đó xoay người rời đi. Mà lúc này, cố sư thúc đột nhiên nói, tìm sư tôn của ngươi, nàng có cách. Diệp Huyên ngây người, sau đó vội chạy khỏi đại điện. Việt Kỳ nhẹ giọng nói, cho ta mấy thanh kiếm bậc thiên. Ông lão nhìn thoáng qua Diệp Huyên, hơi do dự. Có vấn đề gì hả? Việt Kỳ hỏi. Ông lão vội nói, không có vấn đề gì cả. Ta lập tức đi lấy cho muội. Nói xong, ông ấy xoay người rời đi. Diệp Huyên ở bên cạnh nhìn mà trợn mắt há mồm. Chương 637, ta có thể rút không? Không lâu sau, ông lão đi ra từ khu vực kiếm mộ, ôm một cái hộp trong tay. Ông lão đưa cái hộp đến trước mặt Việt Kỳ, nàng ấy mở ra nhìn thử, bên trong có 4 thanh kiếm. Toàn bộ đều là bậc thiên. Việt Kỳ xoay người đưa hộp cho Diệp Huyên, hỏi, đủ chưa? Đủ chưa? Nghe thấy lời của Việt Kỳ, khóe mắt ông lão lập tức giật giật. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, chắc là đủ rồi. Việt Kỳ xoay người nhìn về phía ông lão, thêm một thanh kiếm nữa. Ông lão! Diệp Huyên! Một lát sau, ông lão lại lấy một thanh kiếm ra. Cũng là kiếm bậc thiên. Vì thế, Diệp Huyên lấy được 5 thanh kiếm. Việt Kỳ cũng không nói gì, xoay người đi thẳng. Diệp Huyên đứng tại chỗ im lặng một lát, sau đó nhếch miệng cười, sư phụ này thật tốt. Lúc này hắn cảm thấy rất ấm áp, vì Việt Kỳ không hỏi hắn cần kiếm này làm gì, là tin tưởng hắn. Cảm giác được người khác tin tưởng thế này thật sự rất tốt. Ông lão nhìn Diệp Huyên, sắc mặt hơi khó coi, nhưng không nói gì, xoay người rời đi. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyên vẫn còn hơi cảm thán. Hắn không biết vì sao Việt Kỳ có thể lấy được nhiều kiếm bậc thiên như vậy, nhưng hắn biết nếu không có Việt Kỳ, chắc chắn hắn sẽ không lấy được nhiều kiếm bậc thiên như vậy. Lúc này hắn cũng sâu sắc phát hiện vì sao có nhiều người muốn gia nhập vào các thế lực lớn như vậy. Vì thế lực lớn thật sự có rất nhiều tài nguyên, hơn nữa còn rất tốt. Nếu hắn vẫn là tán tu, dù hắn có cả chục tỷ linh thạch cự phẩm, nhưng cả chục tỷ này hoàn toàn không mua được thanh kiếm bậc thiên. Có tổ chức, có chỗ dựa đúng là tốt. Một mình cố gắng quá mệt mỏi. Sau này nên tìm nhiều chỗ dựa hơn. Diệp Huyên cười hì hì, ôm kiếm xoay người rời đi. Diệp Huyên trở về phòng của mình ở Vân Kiếm Phong, sau đó tiến vào tháp giới ngục. Hấp thụ. Trong tháp giới ngục, nhìn thấy Diệp Huyên đến, Tiểu Linh Nhi vội vã cất hộp đi. Cô bé đề phòng nhìn Diệp Huyên, ta không làm gì hết. Diệp Huyên. Cho rằng Diệp Huyên không tin, cô bé lại vội nói tiếp, thật sự không làm gì hết. Được được. Diệp Huyên phất tay một cái, ta biết ngươi không làm gì hết, bây giờ ta phải tu luyện, ngươi đừng quấy rầy ta, biết chứ. Tiểu Linh Nhi cái hiểu cái không gật đầu. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó lấy một thanh kiếm bậc thiên ra đâm vào ngực mình. Thấy cảnh này, Tiểu Linh Nhi lập tức trợn tròn hai mắt, giơ tay che miệng lại, sợ ngây người. Kiếm bậc thiên đâm vào người, một năng lượng mạnh mẽ lập tức phát ra từ trong người hắn, một lát sau, người hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Vô địch kiếm thể. Hắn nhớ lúc trước cô gái bí ẩn từng nói, công pháp này của hắn nếu tu luyện đến cuối cùng, cơ thể sẽ tựa như một thanh kiếm, còn vạn kiếm bất xâm. Còn việc lúc nào có thể tu luyện đến cuối cùng, hắn cũng không biết.
Dù sao thì tu luyện trước đã rồi tính. Tiểu Linh Nhi ở bên cạnh nhìn mà trợn mắt há mồm, cô bé bay tới bay lui quanh Diệp Huyên, thỉnh thoảng còn sờ Diệp Huyên một cái, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Như nhớ đến điều gì, cô bé đột nhiên bay đến trên cái hộp trước mặt Diệp Huyên, sau đó hai tay hơi nắm lại, một thanh kiếm chậm rãi bay lên. Tiếp theo, dưới sự điều khiển của cô bé, thanh kiếm đó nhắm thẳng vào người cô bé. Lúc thanh kiếm đó sắp cắm xuống, một nguồn sức mạnh đột nhiên bao phủ lấy Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi ngây người, lúc này, một giọng nói vang lên ở tầng thứ nhất, ngươi làm gì đấy? Giọng nói của đại thần tầng 2. Tiểu Linh Nhi chớp mắt, chơi. Có ai chơi như ngươi hả? Giọng điệu của đại thần tầng 2 hơi nghiêm khắc. Tiểu Linh Nhi chỉ Diệp Huyên, hắn cũng chơi kìa. Đại thần tầng 2 không còn gì để nói. Thương Huyền lắc đầu, không có. Nhưng theo suy đoán của đệ, có lẽ chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ có động tác lớn. Trần Bắc Hàn gật đầu, Huyền Môn và mấy gia tộc thượng giới không tỏ thái độ gì à? Thương Huyền cười khổ, không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ, sao bọn họ có thể ra tay được? Hơn nữa vào thời điểm thế này, tất cả mọi người chỉ ước Thương Kiếm Tông ta đánh nhau chết sống với Liên Minh Hộ Giới, bọn họ ngồi đó ngư ông đắc lợi. Trần Bắc Hàn nhẹ giọng nói, xem ra lần này Thương Kiếm Tông ta chỉ có thể dựa vào bản thân rồi. Nói xong, y im lặng một lúc rồi tiếp tục, gần đây phải làm phiền Cố sư muội, bảo muội ấy nhất định phải sắp xếp xong hai trận pháp kia, đặc biệt là trận pháp sư tổ để lại, nhưng định phải hồi phục xong, chuyện này rất cấp bách. Chương 638, bây giờ hắn có phải kiếm tiên hay không? Thương Huyền gật đầu, hiểu rồi, có lẽ Cố sư muội cũng hiểu. Gần đây vẫn luôn bận rộn về chuyện này. Trần Bắc Hàn chợt hỏi, đại sư huynh đâu? Đại sư huynh. Nghe vậy, sắc mặt Thương Huyền và Chiến Thiết ở bên cạnh đều trở nên hơi kỳ lạ. Thương Huyền cười khổ, sau khi đưa Thương Việt và Diệp Tiểu Tử về tông môn, huynh ấy lại không còn chút tin tức nào cả. Nhưng nếu Thương Kiếm Tông ta xảy ra chuyện, huynh ấy chắc chắn sẽ ra tay. Trần Bắc Hàn gật đầu. Lần trước huynh ấy đến yêu tộc rõ ràng là vì không muốn Thương Việt chết ở đó, sợ Thương Kiếm Tông ta từ đây không người nối nghiệp. Thôi tạm thời đừng quan tâm đến huynh ấy. Lúc nên xuất hiện, chắc chắn huynh ấy sẽ xuất hiện. Thương Huyền cười nói, vậy cũng đúng, bây giờ trận đại chiến của Thương Kiếm Tông ta và Liên Minh Hộ Giới sắp diễn ra, huynh ấy không thể không xuất hiện được. Trần Bắc Hàn nhẹ giọng nói. Nhưng không biết lần này Liên Minh Hộ Giới sẽ có lá bài tẩy gì, trận chiến này còn liên quan đến sống còn của Thương Kiếm Tông ta nữa. Nghe vậy, vẻ mặt của Thương Huyền và Chiến Thiết đều trở nên hơi nặng nề. Sống còn. Trận chiến này, nếu Thương Kiếm Tông thua, không cần Liên Minh Hộ Giới ra tay, những thế lực khác ở Trung Thổ Thần Châu chắc chắn sẽ nuốt chửng Thương Kiếm Tông. Trận chiến này, Thương Kiếm Tông không thể thua. Một lát sau, Trần Bắc Hàn trầm giọng nói, lúc cần thiết, bảo Diệp Huyên đưa Thương Việt và Nam Cung rời đi, dù số mệnh của chúng ta như thế nào, Thương Kiếm Tông này cũng không thể bị phá hủy như thế được. Thương Huyền gật đầu, hiểu rồi. Bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ giữ lại một mồi lửa. Trần Bắc Hàn chậm rãi nhắm mắt lại, Thương Huyền và Chiến Thiết thì đứng dậy rời đi. Trong điện chỉ còn lại một mình Trần Bắc Hàn. Một lát sau. Một người áo đen xuất hiện ở trong điện, người áo đen nhìn Trần Bắc Hàn, lắc đầu. Trần Bắc Hàn nhẹ giọng nói, thôi, không cần tra nữa. Nếu đã chọn tin tưởng thì chỉ có thể tin tưởng đến cùng thôi. Người áo đen gật đầu, lặng lẽ lùi xuống. Vân Kiếm Phong. Trong tháp giới ngục, Diệp Huyên còn đang điên cuồng hấp thụ, lúc này hắn đã hấp thụ hết 3 thanh kiếm bậc thiên rồi. Bây giờ khí thế trên người hắn càng ngày càng mạnh, đọc tiếp tại nhé, mà trong tháp giới ngục, có người vui cũng có người buồn. Người vui đương nhiên là Tiểu Linh Nhi, mỗi ngày ở đây muốn đi đâu thì đi đó, hơn nữa còn có đồ ăn. Người buồn là Đại Thần tầng 2. Vì Diệp Huyên nhiều lần sử dụng tháp giới ngục, bây giờ phong ấn của tháp giới ngục này càng ngày càng nới lỏng. Đáng lý ra nàng ta nên vui vẻ mới phải. Vì phong ấn được nới lỏng mới có lợi với nàng ta. Nhưng nàng ta hiểu nếu phong ấn trong tháp hoàn toàn biến mất, mấy tên ở tầng trên chắc chắn sẽ giết chết Diệp Huyên đầu tiên. Một khi giết chết hắn,
những người còn lại trong tháp cũng không sống nổi. Trong tháp chỉ có hai người biết rõ sự tồn tại của cô gái bí ẩn, một là nàng ta, còn có một người khác nữa, nhưng đối phương rất kiêu ngạo, tuyên bố muốn tìm cô gái bí ẩn báo thù. Mà theo nàng ta thấy, đây rõ ràng là chuyện cười. Thực lực cô gái bí ẩn thể hiện ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Hơn nữa theo suy đoán của nàng ta, sở dĩ tháp giới ngục rơi vào tình huống này chắc chắn có liên quan với cô gái bí ẩn. Thật ra bọn họ đều không biết cô gái bí ẩn đến tháp giới ngục từ khi nào, vì lúc bọn họ bị giam, tháp giới ngục này không bị hư hao gì cả, phong ấn khi đó có thể khiến bọn họ ngủ say cho đến chết. Vì vậy, dù là người trong tháp giới ngục cũng không biết rốt cuộc nó đã xảy ra chuyện gì mới trở thành như bây giờ. Bọn họ chỉ biết sau khi tỉnh giấc, tháp giới ngục bị trọng thương, tan tành, phong ấn bị nới lỏng, hơn nữa còn có chủ nhân này còn yếu chết đi được. Nói đơn giản thì ngoài đại thần tầng 2 và người nào đó bên trên bị cô gái bí ẩn trấn áp, những người còn lại hoàn toàn không biết sau lưng Diệp Huyên có một người mạnh như thế. Tháp vỡ, Diệp Huyên chết, sau đó chẳng bao lâu nữa, tất cả mọi người sẽ chết cùng nhau. Một lát sau, đại thần tầng 2 nhìn về phía Diệp Huyên ở tầng thứ nhất, lúc này hơi thở của Diệp Huyên đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Trong tháp, Diệp Huyên hít sâu một hơi. Lúc này hắn cảm thấy trong người mình tràn đầy sức mạnh, chẳng những thế, tinh thần lực và thần thức của hắn cũng rất khác trước kia, giống như mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng hơn vậy. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm nhận được không gian một cách rõ ràng hơn, đồng thời chỉ cần hắn muốn, sẽ có thể tùy ý thay đổi không gian xung quanh bất cứ lúc nào. Ngự pháp cảnh chân chính. Diệp Huyên hơi nhếch môi. Bây giờ cuối cùng hắn cũng đạt đến ngự pháp cảnh chân chính rồi. Nhưng Diệp Huyên còn có một vấn đề, đó chính là rốt cuộc bây giờ hắn có phải kiếm tiên hay không? Chương 639, một nửa kiếm tiên. Bây giờ chỉ cần hắn muốn là kiếm ý có thể hòa vào thiên địa. Nhưng cuối cùng có phải kiếm tiên hay không, hắn vẫn chưa biết. Sau một lúc yên lặng, Diệp Huyên quyết định đi hỏi Việt Kỳ. Nhưng lúc này... Giọng nói của đại thần tầng 2 chợt vang lên trong đầu hắn, cẩn thận người ở tầng 4. Tầng 4. Diệp Huyên ngẩn ra, ý người là, đại thần tầng 2 trả lời, nó bảo Tiểu Linh Nhi đi rút kiếm. Rút kiếm. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức xa sầm nét mặt. Rút kiếm. Chắc chắn là rút thanh kiếm trên đỉnh tháp. Nếu những thanh kiếm đó bị rút ra, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Huyên vội vàng gọi Tiểu Linh Nhi tới trước mặt mình, hắn hỏi rất nghiêm túc, tên tầng 4 bảo ngươi đi rút kiếm. Tiểu Linh Nhi ăn một trái linh quả, sau đó gật đầu, đúng vậy, nó bảo kiếm chơi vui lắm. Diệp Huyên nghiêm mặt hỏi, ngươi muốn làm gì? Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, chớp mắt ta. Nói tới đây, trong mắt cô bé đảo quanh. Nhưng lúc này Diệp Huyên bảo, không được nói dối. Tiểu Linh Nhi do dự một hồi, sau đó cười hì hì đáp ta muốn rút ra chơi một lát, sau đó trả lại, có được? Không. Diệp Huyên sầm mặt, ngươi nghĩ sao? Tiểu Linh Nhi vỗ tay cái đột, mắt sáng rực lên, ngươi đồng ý phải không? Mặt mũi Diệp Huyên tràn đầy bối rối, hắn đồng ý rồi sao? Lúc này Tiểu Linh Nhi bay thẳng ra ngoài, sau đó trèo lên đỉnh tháp. Diệp Huyên vội vàng kéo cô bé lại. Nhìn nhóc tí trước mặt mình, Diệp Huyên chẳng biết nói gì hơn, cô bé này hiểu lời nói của hắn theo hướng nào thế. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêm túc nói, thanh kiếm đó không được rút, biết không? Hắn không biết Tiểu Linh Nhi có thể rút hay không, nhưng lỡ như có thể thì sao? Lỡ như rút ra chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Nghe thấy lời Diệp Huyên, Tiểu Linh Nhi chớp mắt, hơi tò mò hỏi, tại sao không thể vậy? Diệp Huyên trầm giọng đáp, nếu rút sẽ xảy ra chuyện lớn. Ồ! Tiểu Linh Nhi gật đầu, trông như hiểu mà không hiểu. Thấy Tiểu Linh Nhi gật đầu, Diệp Huyên thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này cô bé lại nói, hôm nay không thể rút, thế ngày mai có thể rút không? Diệp Huyên nghe mà suýt té xỉu, sao cô bé này cứ nghĩ đến việc rút kiếm chứ? Cuối cùng Diệp Huyên hoàn toàn bị cô bé này đánh bại. Hắn không để ý tới cô bé nữa,
chỉ có thể nhờ đại thần tầng 2 chú ý cô bé này hơn. Đừng để chưa bị liên minh hộ giới hại chết đã bị cô bé này chơi chết. Sau khi rời khỏi tháp giới ngục, Diệp Huyên đi đến điện Vân Kiếm. Trong nội điện, Việt Kỳ đang nghiên cứu một bộ kiếm kỹ, lông mày nàng ấy khẽ trao lại như đang suy tư điều gì đó. Diệp Huyên đang định nói, lúc này Việt Kỳ bỗng lên tiếng, có việc. Diệp Huyên gật đầu. Nói. Con nghi mình là kiếm tiên. Hửm. Việt Kỳ để quyển trục trong tay xuống, quay đầu nhìn Diệp Huyên, kiếm tiên. Diệp Huyên gật đầu, chỉ là nghi ngờ, cũng không xác định. Việt Kỳ bước tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ấy quan sát Diệp Huyên. Diệp Huyên chợt nghĩ, ngay sau đó cả căn phòng tràn ngập kiếm ý ác niệm của hắn. Việt Kỳ thấy thế thì sững sờ. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, phải kiếm tiên không ạ? Việt Kỳ nhìn Diệp Huyên rồi lắc đầu, vẫn chưa hoàn toàn. Chỉ có thể coi là một nửa. Một nửa. Diệp Huyên. Lúc này Việt Kỳ đột nhiên hỏi, ngự pháp cảnh chân chính. Trong mắt nàng ấy có chút không thể tin được. Diệp Huyên nhếch miệng cười, tác dụng của năm thanh kiếm đó. Việt Kỳ nhìn Diệp Huyên với ánh mắt sâu xa, nàng ấy nhẹ giọng bảo, đánh giá thấp ngươi rồi. Nói xong, nàng ấy kéo tay Diệp Huyên lập tức đi ra khỏi điện Vân Kiếm. Kiếm tâm, Diệp Huyên hơi khó hiểu. Việt Kỳ giải thích, giờ ngươi là kiếm tâm sáng tỏ, nghĩa là kiếm đạo chi tâm của ngươi đã hoàn mỹ, nhưng muốn trở thành kiếm tiên, không chỉ cần kiếm tâm sáng tỏ mà còn cần kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh. Diệp Huyên khẽ chau mày, một loại tâm cảnh. Việt Kỳ gật đầu, một loại tâm cảnh, một loại tâm cảnh cực kỳ khó dò, hơn nữa tâm cảnh của mỗi người khác nhau, vì vậy kiếm tâm thông minh của mỗi người cũng có thể khác nhau. Chương 640, Diệp Huyên, đã đến lúc ngươi phải chết rồi. Đương nhiên, khác đường cùng đích, kết quả cuối cùng đều giống nhau cả. Diệp Huyên hỏi, kiếm tâm thông minh này có khó không? Việt Kỳ gật đầu, khó. Vị sư huynh canh giữ khu vực mộ kiếm đã mắc kẹt ở đó hơn 10 năm. Hơn 10 năm, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên khổ sở. Hơn 10 năm, điều này có nghĩa là nếu muốn trở thành kiếm tiên. E rằng hắn vẫn phải tiếp tục cố gắng. Lúc này Việt Kỳ bỗng cười bảo, không cần nản chí, ngươi có thể đạt tới bán bộ kiếm tiên đã rất giỏi rồi. Phải biết rằng vào lúc ấy, trước khi đại sư huynh bị hạ cảnh giới, huynh ấy cũng phải thua kém ngươi mấy phần. Diệp Huyên cười nói, nếu giờ con là kiếm tiên, con có thể giúp được cho tông môn rất nhiều việc. Việt Kỳ nhẹ nhàng vỗ vai hắn, ngươi có thể nghĩ như vậy, trong lòng ta rất vui. Nhưng ngươi không cần bận tâm quá nhiều về chuyện của tông môn, thế hệ trước chúng ta sẽ tự giải quyết những chuyện này. Việc ngươi cần làm bây giờ đó là chăm chỉ tu luyện, hiểu không? Diệp Huyên do dự một lúc, sau đó hỏi, chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Việt Kỳ lắc đầu, không biết, tóm lại cho dù tỷ lệ thắng bằng không, chúng ta cũng phải đánh. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Diệp Huyên gật đầu, con hiểu rồi. Việt Kỳ nói, nếu ngươi đang rảnh thì có thể đến chỗ sâu trong khu vực mộ kiếm, lúc trước tổ sư từng tu luyện ở đó. Có sự tồn tại kiếm ý của tổ sư, chắc hẳn sẽ có lợi cho ngươi. Diệp Huyên cười khổ, sư bá canh giữ khu vực mộ kiếm không cho con vào. Tại sao, Việt Kỳ hơi khó hiểu. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, trước đây từng vào một lần, cắn nuốt vài thanh kiếm. Việt Kỳ nhíu mày, chỉ là cắn nuốt vài thanh kiếm thôi mà. Người nhà với nhau cả, chẳng lẽ người không quan trọng bằng kiếm? Người đi theo ta. Nói xong, Việt Kỳ lại dẫn Diệp Huyên đến khu vực mộ kiếm. Khi nhìn thấy Việt Kỳ và Diệp Huyên, mí mắt ông lão khẽ giật, ông ta vội vàng bước đến trước mặt Việt Kỳ cười hỏi, sao hôm nay tiểu sư muội lại có thời gian đến đây thế? Việt Kỳ nhìn ông lão, Lâm Khâu sư huynh. Tại sao đệ tử của ta lại không được phép vào khu vực mộ kiếm? Thế nào, có ý kiến với ta à? Ông lão tên Lâm Khâu cười khổ, tiểu sư muội nói gì vậy chứ? Chỉ là muội cũng biết quy định ở đây, nhất định phải được tông chủ đồng ý mới có thể vào. Việt Kỳ cau mày, huynh lấy nhị sư huynh ra tạo áp lực cho ta sao? Nụ cười của Lâm Khâu trở nên khổ sở hơn, tiểu sư muội, chúng ta là đồng môn, muội nói vậy thì huynh
Việt Kỳ đang định nói thì Diệp Huyên ở bên cạnh bỗng lên tiếng, Lâm Khâu sư bá, lần trước chưa có sự đồng ý của người mà con đã cắn nuốt kiếm, đó là lỗi của Diệp Huyên con ở đây xin lỗi sư bá. Lâm Khâu nhìn Diệp Huyên, người có thể nhận lỗi, điều này khiến ta khá bất ngờ. Nói xong, ông ta tạm dừng, mặc dù lần đó ngươi đã được thăng cấp, nhưng dù sao những thứ này cũng là đồ của tông môn, ngươi chưa xin phép đã cắn nuốt, hành vi này là không đúng. Diệp Huyên vội vàng nói, vâng vâng, sư điệt biết lỗi rồi. Sau này con không dám làm thế nữa. Lâm Khâu đang định nói gì đó, lúc này một giọng nói chợt vang lên trong đầu ông ta, để hắn vào đi. Sau này hắn muốn vào lúc nào thì cứ để hắn vào. Dốc toàn lực bồi dưỡng. Giọng của Trần Bắc Hàn. Nghe vậy, mặt Lâm Khâu biến sắc. Dốc toàn lực bồi dưỡng. Câu này có nghĩa gì, ông ta biết rõ nhất. Lâm Khâu nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt sâu xa, sau đó nói, vào đi. Diệp Huyên hơi khom lưng, đa tạ. Nói xong, hắn nhìn sang Việt Kỳ, sư tôn, con vào trước đây. Việt Kỳ gật đầu, đi sâu vào trong. Diệp Huyên gật đầu, sau đó bước vào khu vực mộ kiếm. Việt Kỳ nhìn Lâm Khâu, hắn đã là ngự pháp cảnh chân chính, hiểu chưa, trong giọng nàng ấy có chút tự hào. Ngự pháp cảnh chân chính. Lâm Khâu sững sờ. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận được rõ luồng kiếm ý như có như không xung quanh, kiếm ý này khá đặc biệt, nhưng hắn không thể nói rõ là đặc biệt chỗ nào. Ngộ. Việc hắn cần làm bây giờ đó là ngộ. Trong lúc Diệp Huyên đang lĩnh ngộ ở khu vực mộ kiếm thì có hai ông lão bỗng nhiên đến núi hộ giới. Cả hai đều mặc trường bào màu vàng sẫm, phía sau họ còn có 12 người, 12 người này đều mặc áo choàng màu vàng. Trong điện, Lục Tôn chủ đột nhiên mở mắt ra, nhẹ giọng nói, Diệp Huyên, đã đến lúc ngươi phải chết rồi. Chương 641, lẽ ra Thương Kiếm Tông này nên tiêu diệt từ lâu rồi. Sáng sớm. Mặt trời đỏ chậm rãi mọc lên ở phía chân trời, vạn vật thức tỉnh. Vào ngày này, tất cả cao thủ đã đạt tới ngự pháp cảnh chân chính của Liên Minh Hộ Giới đều được điều động. Mục tiêu là Thương Kiếm Tông. Liên Minh Hộ Giới cũng không đánh lén, bởi vì đánh lén vào thời điểm này hoàn toàn vô dụng. Phải biết rằng hiện tại Thương Kiếm Tông vẫn đang phòng bị họ. Mà Lục Tôn Chủ cũng không muốn đánh lén, gã ta muốn tiêu diệt Thương Kiếm Tông một cách công khai. Khi các cao thủ của Liên Minh Hộ Giới lên đường, cả Trung Thổ Thần Châu đều khiếp sợ. Cuộc chiến ác liệt sắp diễn ra. Thương Kiếm Tông. Giờ phút này Thương Kiếm Tông đã bày thế trận chờ quân địch, ai ai cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lần này là cuộc chiến sinh tử. Một khi thua, Thương Kiếm Tông sẽ bị diệt vong, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Với tư cách là đệ tử của Thương Kiếm Tông, họ chỉ có thể lựa chọn tử chiến. Trên bầu trời Thương Sơn, những đám mây đột nhiên tản ra, ngay sau đó đám người Lục Tôn Chủ xuất hiện trên vùng trời của Thương Kiếm Tông. Hai bên trái phải Lục Tôn Chủ có hai ông lão, cả hai đều mặc trường bào màu vàng sẫm, tay cầm gậy. Mà phía sau hai ông lão còn có 12 người, tất cả đều mặc áo choàng màu vàng, khuôn mặt ẩn giấu dưới áo choàng, không nhìn thấy mặt. Hơi thở của hai ông lão và 12 người này như đại dương mênh mông, sâu không lường được. Mà phía sau họ còn có 32 người. Cả 32 người này đều là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Giữa những đám mây, Lục Tôn Chủ nhìn xuống dưới với vẻ mặt không cảm xúc. So với việc tiêu diệt Thương Kiếm Tông, gã ta càng hận Diệp Huyên hơn. Có thể nói là hận thấu xương. Hơn nữa tốc độ phát triển của Diệp Huyên cũng khiến gã ta có chút kiêng dè. Có thể nói là gã ta nhìn Diệp Huyên phát triển, tốc độ này còn đáng sợ hơn cả Kiếm Huyền, người xuất sắc nhất Thương Kiếm Tông năm đó. Đặc biệt là bây giờ, Diệp Huyên còn được Thương Kiếm Tông bồi dưỡng. Một khi loại yêu nghiệt này có được tài nguyên tốt, chắc chắn sẽ phát triển nhanh như bay. Thế giới này có một số người yêu nghiệt một cách vô lý như thế đấy. Lúc này, ông lão bên trái Lục Tôn Chủ chợt lên tiếng, lẽ ra Thương Kiếm Tông này nên tiêu diệt từ lâu rồi. Lục Tôn Chủ nhìn ông lão, cười nói, Tả Hộ Pháp nói rất đúng, chỉ là Liên Minh Hộ Giới luôn phải lên kế hoạch cho việc hệ trọng của chủ thượng,
vì thế vẫn chưa động tới Thương Kiếm Tông này. Mà giờ Thương Kiếm Tông không biết sống chết, lại dám bảo vệ Diệp Huyên, kẻ đã cướp đoạt tâm bản nguyên. Nhưng cũng tốt, lần này được dịp tiêu diệt tận gốc bọn chúng. Tả Hộ Pháp khẽ gật đầu, có điều vẫn không thể khinh thường, Thương Kiếm Tông này cũng không đơn giản, đừng để xảy ra sơ suất không đáng có. Lục Tôn Chủ cười bảo, đó là chuyện đương nhiên. Nói xong, gã ta nhìn xuống dưới, lúc này một tia kiếm quang phóng thẳng lên trời, ngay sau đó một người đàn ông trung niên xuất hiện ở đối diện họ. Người đến chính là Trần Bắc Hàn, Tông Chủ Thương Kiếm Tông. Trần Bắc Hàn nhìn Lục Tôn Chủ, các vị từ xa đến chơi thật sự làm vẻ vang cho kẻ hèn Thương Kiếm Tông ta. Lục Tôn Chủ lạnh nhạt nói, Trần Bắc Hàn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao Diệp Huyên ra, nếu không hôm nay Thương Kiếm Tông ngươi sẽ chết hết. Chết hết. Trần Bắc Hàn cười đáp, ta còn nhớ rõ năm đó khi tổ sư của ngươi còn sống, liên minh hộ giới ngươi cũng đã nói câu này, nhưng bây giờ thi thể của gã Tôn Chủ nói câu đó vẫn còn dưới chân núi Thương Sơn đấy. Ngươi có muốn đi xem thử không? Lục Tôn Chủ cười khẩy, tiếc là bây giờ Thương Kiếm Tông ngươi không có kiếm chủ thương giới thứ hai. Trần Bắc Hàn gật đầu, đúng, thế hệ sau thật đáng thất vọng, không xuất hiện thêm nhân vật nào khác giống như tổ sư, nhưng khí thế vẫn phải có. Nói xong, y nhìn Lục Tôn Chủ rồi cười nói, không cần nhiều lời nữa, hôm nay hai chúng ta phân thắng bại một lần đi. Lục Tôn Chủ lạnh nhạt đáp, như ngươi mong muốn. Trần Bắc Hàn bật cười, sau đó xông thẳng về phía Lục Tôn Chủ. Lục Tôn Chủ mặt không cảm xúc, người gã ta chợt run rồi biến thành một tia ảo bắn ra ngoài. Ngay sau đó, từng tiếng nổ vang rung trời vọng lại từ phía chân trời. Trên không trung, Tả Hộ Pháp liếc nhìn hai người Lục Tôn Chủ, sau đó ông ta nhìn xuống dưới, Thương Kiếm Tông còn ai nữa không? Một tia kiếm quang đột nhiên phóng lên từ phía dưới, sau nháy mắt. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Tả Hộ Pháp. Người đàn ông trung niên mặc bộ trường bào đen trắng, cầm một cây bút lông rất lớn trong tay. Người này chính là Liên Bút Hiền của Ngự Bút Phong, cũng là Tam Sư Huynh. Liên Bút Hiền nhìn Tả Hộ Pháp, xin chỉ bảo. Dứt lời, ông ta bất chợt biến mất, mà Liên Bút Hiền ở phía xa lại xuất bút. Đám người Thương Kiếm Tông ở phía dưới đều có chút lo lắng. Vì họ phát hiện Liên Bút Hiền rõ ràng đang ở thế yếu. Lúc này, một ông lão mặc trường bào vàng sẫm khác của Liên Minh Hộ Giới đứng dậy, ông ta lạnh lùng nhìn xuống dưới, một người nữa. Người này chính là Hữu Hộ Pháp của Liên Minh Hộ Giới. Lúc này Chiến Thiết xuất hiện trước mặt Hữu Hộ Pháp, ông nhìn Hữu Hộ Pháp, không hề nhiều lời, lập tức rút thanh kiếm lớn sau lưng ra, bổ mạnh về phía Hữu Hộ Pháp. Chương 642, đi. Hữu Hộ Pháp cười khẩy, giơ tay tung một trường. Ầm. Cả chân trời chấn động kịch liệt, Chiến Thiết lùi nhanh lại, nhưng sau đó ông lại lao tới. Phía dưới, Việt Kỳ cau mày. Bởi vì hai ông lão mới xuất hiện này mạnh hơn nàng ấy dự đoán. Dù là Liên Bút Hiền hay Chiến Thiết đều thua kém hai người này, kéo dài thêm nữa sẽ cực kỳ bất lợi cho họ. Lúc này, Mạc Tu trên không trung bỗng lên tiếng, ra tay. Dứt lời, 32 cao thủ ngự pháp cảnh chân chính đằng sau ông ta xông thẳng xuống Thương Kiếm Tông. Đánh nhau tập thể. Vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong Thương Kiếm Tông, bày trận. Sau khi giọng nói này vang lên, vô số thanh linh kiếm phóng thẳng lên trời, phủ khắp phía trên Thương Kiếm Tông. Có ít nhất hơn 100.000 thanh. Nhìn thấy cảnh này, đám người Mạc Tu trên không trung lập tức thay đổi sắc mặt. Nhao nhao lùi lại phòng thủ, ngay sau đó từng tiếng nổ động trời liên tục vang lên ở phía chân trời. Trong đại điện của trận đạo phong, Cố Sư Thúc đang ngồi trước sa bàn, bên trong sa bàn là địa mạo của Thương Kiếm Tông. Mà trong phòng của nàng ấy có hàng chục nghìn viên tử nguyên tinh. Một lúc lâu sau, hai tay nàng ấy chợt kết ấn, nàng ấy quát khẽ biến trận. Dứt lời, vô số thanh linh kiếm trên không trung Thương Kiếm Tông đột nhiên biến ảo. Ngay sau đó những linh kiếm này ngưng tụ thành 10 thanh kiếm khổng lồ dài hàng trăm trượng, mà uy lực của mỗi thanh kiếm khổng lồ đều cực lớn, các cao thủ ngự pháp cảnh chân chính kia hoàn toàn không dám đối đầu trực diện. Việt Kỳ ở phía dưới chợt quát, ra tay. Việt Kỳ vừa dứt lời,
hơn 10 tia kiếm quang dưới Thương Kiếm Tông phóng thẳng lên trời. Bên ngoài Thương Kiếm Tông cũng đã có vô số cao thủ tập trung, chẳng qua những cao thủ này đều không phải người của Liên Minh Hộ Giới mà là đến từ nhiều thế lực khác nhau. Thương Kiếm Tông và Liên Minh Hộ Giới tử chiến với nhau, những thế lực hàng đầu thanh thương giới này không thể không chú ý. Bởi vì lần này rất có thể sẽ thay đổi tình hình của thanh thương giới. Trên không trung Thương Kiếm Tông, 32 cao thủ của Liên Minh Hộ Giới đều bị phi kiếm giữ chân, cộng thêm đám người Việt Kỳ ra tay, do đó giờ phút này Thương Kiếm Tông cũng không rơi vào thế yếu. Tất nhiên điều đó nhờ vào kiếm trận. Nhưng lúc này, đầu của một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính Liên Minh Hộ Giới đột nhiên bay ra ngoài. Thấy vậy, mặt Mạc Tu lập tức biến sắc. Lại xuất hiện, sát thủ bí ẩn kia lại xuất hiện. Mạc Tu giận dữ nói, cẩn thận, trong bóng tối có sát thủ. Hắn. Ông ta chưa nói hết, đầu của một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính Liên Minh Hộ Giới lại bay ra ngoài. Khi đầu của cao thủ này bay ra, mắt gã vẫn còn mở to, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Mạc Tu vội vàng quát, quay lại phòng thủ, sát lại gần nhau. Trong nháy mắt, 27 cao thủ ngự pháp cảnh chân chính vội vã lại gần nhau. Họ không sợ đánh trực diện, nhưng loại ám chiêu lén lút này khiến người ta khó mà đề phòng được. Việt Kỳ liếc nhìn xung quanh, rốt cuộc là ai đang bí mật giúp đỡ. Nàng ấy không nghĩ nhiều nữa mà nhìn sang đám người Mạc Tu, ngay bây giờ, ra tay. Dứt lời, nàng ấy và các cao thủ Thương Kiếm Tông đằng sau lao thẳng về phía đám người Mạc Tu. Nhưng đúng lúc này, 12 cao thủ mặc áo choàng màu vàng vẫn chưa ra tay trước đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Oang! Đại điện của trận đạo phong ở phía dưới bất chợt sụp đổ, không chỉ nơi đó, cả trận đạo phong cũng sụp đổ một nửa. Khi trận đạo phong sụp đổ, những linh kiếm trên không trung Thương Kiếm Tông lập tức biến mất theo. Sau khi 12 người này ra tham chiến, tình thế lập tức đảo ngược, phe Thương Kiếm Tông bị đánh tơi bời. Vì không ngờ sức chiến đấu của 12 người này còn mạnh hơn rất nhiều so với cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Khi 12 người này tham chiến, các cao thủ Thương Kiếm Tông cũng bắt đầu dần ngã xuống. Cùng lúc đó, trong 12 người này có 3 người bao vây Việt Kỳ. Bị áp chế. Nếu là một chọi một thì Việt Kỳ không sợ, nhưng bây giờ 3 đánh 1, Việt Kỳ rõ ràng bị mất sức. Tan rã. Người này chính là Việt Kỳ. Việt Kỳ văng ra xa tận mấy trăm trượng, sau khi dừng lại, máu lập tức tràn ra từ khóe miệng nàng ấy. Nhưng 3 cao thủ mặc áo choàng màu vàng lại xuất hiện ở phía trước nàng ấy. Việt Kỳ khẽ nheo mắt, vừa định ra tay thì lúc này Diệp Huyên xuất hiện trước mặt nàng ấy. Nhìn thấy Diệp Huyên, Việt Kỳ lập tức nổi giận đi. Chương 643, lại đây mà nhận một kiếm của ông nào. Đi. Nhìn thấy Việt Kỳ nổi giận, trong lòng Diệp Huyên bỗng nhiên ấm áp. Có thể nói, đến Thương Kiếm Tông quen biết Việt Kỳ là điều hắn cảm thấy đáng giá nhất. Diệp Huyên không hề nghĩ nhiều, hắn đột nhiên chỉ về trước. Keng, 2 thanh kiếm chợt chém bay ra khỏi hộp kiếm sau lưng hắn. 3 tên cao thủ ở phía xa đồng loạt ra tay. Ầm ầm. Gần như trong nháy mắt, 2 thanh kiếm của Diệp Huyên đã bị chém bay. Thấy vậy, mặt Diệp Huyên lập tức xa sầm, những người mặc áo choàng vàng trước mặt này chắc chắn không phải cao thủ ngự pháp cảnh chân chính, hoặc nói không phải cao thủ ngự pháp cảnh bình thường. Diệp Huyên đang định ra tay lần nữa, lúc này Việt Kỳ đột nhiên kéo hắn ra sau, tiếp đó nàng ấy chắp hai tay trước ngực, một tia kiếm quang xoay chuyển trong lòng bàn tay nàng ấy. Ngay sau đó Việt Kỳ nghiêng người tới trước, đôi tay chắp trước ngực bỗng nhiên chẻ về phía trước. Vèo. Một thanh kiếm khổng lồ hư ảo chém ra từ lòng bàn tay nàng ấy. 3 người ở phía xa dừng lại, sau đó cả 3 đồng thời trưởng về trước. 3 trưởng ấn màu vàng lướt qua chân trời, đánh thẳng vào trên thanh kiếm khổng lồ kia. Rầm. Thanh kiếm vỡ tan tành, cả chân trời cũng bị chấn động. Ngay sau đó 3 người xông thẳng về phía Việt Kỳ với tốc độ cực nhanh, hơn nữa khí tức của họ tựa như sóng biển ngập trời, cực kỳ đáng sợ. Việt Kỳ thấy thế thì trong mắt co rụt,
Nàng ấy đang định ra tay, lúc này Diệp Huyên ở bên cạnh đột nhiên đáp xuống Thương Kiếm Tông ở phía dưới. Thấy Diệp Huyên đi, trong lòng Việt Kỳ nhẹ nhõm, nàng ấy sắp ra tay nhưng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ chợt xuất hiện từ phía dưới. Giờ phút này, vô số người trên không trung kinh sợ. Việt Kỳ cúi đầu nhìn xuống, ở phía dưới, Diệp Huyên dẫm chân lên mặt đất, vô số đại địa chi lực ào về phía hắn như thủy triều. Mà ba tên cao thủ đối diện Việt Kỳ cũng dừng lại, cả ba nhìn Diệp Huyên, trong mắt có chút cảnh giác. Chẳng mấy chốc, một thanh kiếm màu vàng kim bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Đại địa chi kiếm, chứa đựng đại địa chi lực. Diệp Huyên cầm đại địa chi kiếm, cùng lúc đó kiếm ý của hắn điên cuồng trào về phía đại địa chi kiếm. Lúc này khí tức tỏa ra từ thanh kiếm trong tay Diệp Huyên đã vượt xa cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Diệp Huyên nở nụ cười dữ tợn, hắn ngẩng đầu lên nhìn ba tên cao thủ mặc áo choàng màu vàng, lại đây mà nhận một kiếm của ông nào. Dứt lời, hắn giẫm mạnh chân phải. Mặt đất rung chuyển. Ầm. Một thanh kiếm tỏa ra kiếm mang màu vàng phóng thẳng lên trời, xé rách chân trời. Không gian ở những nơi thanh kiếm này đi qua đều chấn động như thể sắp bị xé rách, vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt đẹp của Việt Kỳ tràn đầy khó tin, uy lực của chiêu kiếm này vượt quá dự đoán của nàng ấy. Ba người đối diện Việt Kỳ cũng trở nên nghiêm túc, cả ba đều không chủ quan. Họ đột nhiên gập tay thành một hình thủ ấn, sau đó ba bàn tay khổng lồ hạ xuống từ phía chân trời. Nếu ba bàn tay này hạ xuống, e là cả Thương Kiếm Phong sẽ lập tức bị san thành đất bằng. Nhưng lúc này, kiếm của Diệp Huyên đến. Vù! Một tiếng xé rách chợt vang vọng ở phía chân trời, ngay sau đó một bàn tay khổng lồ bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chém nát. Nhưng một bàn tay khổng lồ khác lại đập mạnh vào thân kiếm của Diệp Huyên. Ầm! Đại địa chi kiếm của Diệp Huyên run lên dữ dội, sau đó thanh kiếm trở nên hư ảo. Nhưng bàn tay khổng lồ lập tức vỡ nát rồi hóa thành một làn sóng màu vàng tràn ra từ chân trời. Mà lúc này, lại một bàn tay khổng lồ màu vàng đánh vào trên đại địa chi kiếm của Diệp Huyên. Bùm! Đại địa chi kiếm lại run lên, sau đó rơi nhanh xuống, cuối cùng dừng lại trước mặt Diệp Huyên. Cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ ở phía chân trời cũng hơi mở đi, nhưng vẫn chưa vỡ nát. Bàn tay khổng lồ rơi thẳng xuống. Mục tiêu là nhắm thẳng vào Diệp Huyên. Diệp Huyên ở phía dưới cảm nhận đại địa chi kiếm, vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc. Hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của 12 người này. Nếu đánh trực diện, trừ phi khởi động tháp giới ngục, nếu không thì hắn hoàn toàn không có phần thắng. Còn đánh lén thì bây giờ lại không có cơ hội, bởi vì đám người Mạc Tu đã quây quanh nhau. Giờ hắn muốn giết đối phương mà thần không biết quỷ không hay là rất khó. Đánh trực diện. Hiện tại cao thủ ngự pháp cảnh chân chính đã không còn tính khiêu chiến đối với hắn, giờ hắn chỉ muốn chiến đấu với cao thủ. Thực chiến có thể đề cao một người tốt nhất, đặc biệt là cuộc chiến sinh tử, vì nó thường hay có thể kích thích tiềm năng của một người. Khi con người đối mặt với thời khắc tử vong, mọi thứ đều có khả năng. Diệp Huyên cầm kiếm bậc thiên trong tay xông thẳng tới trước mặt lên cao thủ kia. Vẻ mặt hắn ta bình tĩnh. Hắn ta chỉ tay phải về phía trước. Ầm. Không gian nơi Diệp Huyên đang đứng lập tức méo mó, Diệp Huyên thi triển đạo tắc không gian. Dưới sự ảnh hưởng của đạo tắc không gian vốn đã méo mó kia lập tức khôi phục bình thường. Chương 644, Chiến. Thấy thế, tên cao thủ kia khẽ cau mày, nhưng lúc này kiếm của Diệp Huyên đã tới cách giữa lông mày hắn ta vài tấc. Một kiếm này cách giữa lông mày tên cao thủ rất gần. Nhưng lại không đâm vào được. Khoảng cách này như gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Nhưng lúc này tên cao thủ kia bỗng nhiên biến mất, mặt Diệp Huyên biến sắc, hắn vội vàng thu kiếm, sau đó chém nghiêng một nhát. Một nắm đấm đánh trúng lưỡi kiếm của Diệp Huyên. Oanh! Diệp Huyên lập tức lùi lại 100 trượng. Sau khi dừng lại, hắn đột nhiên nhảy lên, trên không trung, hai thanh phi kiếm bay ra khỏi hộp kiếm của hắn. Hai thanh kiếm này có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bay đến trước mặt tên cao thủ kia, nhưng khi chúng tới trước mặt hắn ta, chúng như bị thứ gì cản trở, không thể đâm vào một tí nào. Tên cao thủ kia nhìn Diệp Huyên, quả thật yêu nghiệt, tiếc là còn quá trẻ.
Dứt lời, hắn ta tiến lên một bước, bước này khiến hắn ta đi thẳng tới trước mặt Diệp Huyên, ngay sau đó một cú đấm đấm vào bụng Diệp Huyên. Bùm! Diệp Huyên khom người văng thẳng ra ngoài hơn 200 trượng, hơn nữa máu không ngừng phọt ra từ miệng hắn. Chênh lệch! Diệp Huyên không ngờ mình đã đạt tới ngự pháp cảnh nhưng vẫn còn chênh lệch lớn như vậy với đối phương. Chênh lệch thì có, nhưng không có nghĩa là không thể đánh. Diệp Huyên gào lên, tiếp đó mặt đất rung chuyển, vô số đại địa chi lực trào về phía hắn. Hơn nữa trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh đại địa chi kiếm. Tên cao thủ kia thấy vậy thì lập tức nheo mắt lại. Vừa nãy Diệp Huyên cũng đã dùng chiêu này, mà uy lực của chiêu này rất mạnh. Diệp Huyên ở đối diện cầm đại địa chi kiếm, nhảy lên phía trên đầu tên cao thủ, sau đó hắn chém một nhát. Nhất kiếm định sinh tử. Trong chiêu kiếm này ẩn chứa hai loại kiếm ý, còn có nhất kiếm định sinh tử. Có thể nói đây là chiêu kiếm mạnh nhất của hắn ngoài tháp giới ngục. Khi kiếm còn cách đỉnh đầu tên cao thủ kia 10 tấc, nó lại dừng lại, nhưng ngay sau đó không gian nơi hắn ta đứng bỗng run lên, kế tiếp như có thứ gì vỡ nát. Sau nháy mắt, hắn ta lập tức lùi nhanh lại trăm trượng. Sau khi dừng lại, tên cao thủ kia sờ trán, máu từ từ chảy xuống từ nơi đó. Sau giây lát im lặng, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, vẻ mặt hơi u ám, thảo nào tôn chủ nói ngươi không thể không chết. Ngươi chỉ là ngự pháp cảnh chân chính mà lại có thể làm ta bị thương. Nếu để ngươi tiếp tục trưởng thành, e rằng mai sau liên minh hộ giới ta sẽ gặp đại nạn. Mai sau? Diệp Huyên cười gằn, liên minh hộ giới ngươi sẽ gặp đại nạn ngay bây giờ. Dứt lời, hắn lại lao ra. Mà lúc này tên cao thủ kia đột nhiên biến mất tại chỗ, không gian trước mặt Diệp Huyên nhấp nhô kịch liệt như sóng gợn. Diệp Huyên thấy thế thì thay đổi sắc mặt, hắn cầm kiếm chém mạnh xuống. Khi kiếm hạ xuống, tên cao thủ kia đúng lúc xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cùng lúc đó hắn ta tung một đấm. Cú đấm này tung ra như núi lửa phun trào, một lực lượng vô song tuôn ra từ cú đấm của hắn ta. Cả chân trời run rẩy dữ dội, ngay sau đó hai bóng người liên tục lùi lại. Tên cao thủ kia nhanh chóng dừng lại, nhưng Diệp Huyên vẫn còn đang lùi, hắn lùi lại hơn 300 trượng. Hắn vừa dừng lại, máu lại tràn ra khỏi khóe miệng hắn. Nhưng Diệp Huyên lại nhếch miệng cười, hắn có chút điên cuồng. Sự thật chứng minh, hắn có thể đánh. Nhưng ngay sau đó, Diệp Huyên lại xông về phía tên cao thủ. Có điều rất nhanh hắn lại bị văng ra ngoài. Ngay từ đầu Diệp Huyên hoàn toàn bị áp chế, nhưng cứ đánh dần dà, tên cao thủ kia kinh hãi phát hiện ra Diệp Huyên dường như càng lúc càng mạnh. Sau 15 phút, Diệp Huyên lại bị văng ra ngoài. Khi hắn vừa định xông tới, một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai hắn, ta đến giúp ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn vừa nói xong, một thanh kiếm thình lình đâm vào lưng hắn. Cơ thể Diệp Huyên cứng đờ. Chương 645, làm càn. Giọng nói quen thuộc. Hắn quen thuộc với người đâm kiếm vào lưng mình. Vì người này không phải ai khác mà lại là Nam Cung. Nam Cung. Nhìn thấy cảnh này, Việt Kỳ ở phía xa lập tức thay đổi sắc mặt, nàng ấy định quay lại nhưng lại bị ba tên cao thủ ngăn cản. Mà vô số đệ tử Thương Kiếm Tông ở phía dưới đều sững sờ. Sao Nam Cung có thể ra tay với Diệp Huyên? Đây cũng là điều Diệp Huyên muốn biết. Đằng sau Diệp Huyên, vẻ mặt Nam Cung khá dữ tợn, người có vẻ rất thắc mắc. Diệp Huyên gật đầu. Nam Cung cười đáp, người có biết không? Khó khăn lắm mới khiến Thương Việt bị nát đan điền, thực lực giảm mạnh, nhưng không ngờ lại xuất hiện thêm ngươi. Có ngươi, ta sẽ không bao giờ có ngày ngóc đầu lên ở Thương Kiếm Tông. Nếu đã vậy, ta ở lại đây còn có ý nghĩa gì? Nói tới đây, vẻ mặt hắn ta càng dữ tợn hơn, đừng tưởng rằng ta không biết tông chủ bọn họ bất công như thế nào. Khu vực mộ kiếm kia ngươi muốn vào thì vào, hơn nữa còn thu được vài thanh kiếm bậc thiên trong đó, đúng không? Có đúng không? Nói xong, hắn ta cầm kiếm đâm mạnh về phía trước, thanh kiếm cắm thẳng vào người Diệp Huyên. Nhưng thanh kiếm này lại đang từ từ biến mất. Thấy vậy, mặt Nam Cung biến sắc, mà lúc này Diệp Huyên đột nhiên xoay người lại, một thanh kiếm để giữa lông mày hắn ta.
Cơ thể Nam Cung cứng đờ, trong mắt hắn ta tràn đầy khó tin, ngươi, sao ngươi lại có thể không sao? Ngươi! Diệp Huyên cười hỏi, muốn biết à? Nam Cung đang định nói, lúc này Diệp Huyên nhếch môi cười, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Dứt lời, hắn cầm kiếm đâm về phía trước. Xoẹt! Kiếm xuyên thủng qua giữa lông mày Nam Cung, máu tràn ra ngoài. Nam Cung nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, trong mắt vẫn là vẻ khó tin. Dù hắn ta nghĩ thế nào cũng không thể hiểu tại sao kiếm đã cắm vào cơ thể Diệp Huyên, Diệp Huyên chẳng những không sao mà còn cắn nuốt kiếm của hắn ta. Đến chết cũng không thể hiểu. Diệp Huyên cũng không để ý tới Nam Cung, hắn xoay người nhìn về phía tên cao thủ mặc áo choàng màu vàng cách đó không xa. Trong trận chiến với đối phương vừa rồi, hắn luôn ở thế yếu, sức mạnh của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù đối phương rất mạnh, nhưng hắn lại hào hứng. Vì đã lâu rồi hắn chưa chiến đấu một cách đúng nghĩa với người khác. Tuy hắn bị áp chế trong trận chiến vừa rồi, nhưng lại đánh rất đã. Chiến đấu. Chân phải Diệp Huyên dẫm mạnh, hắn lại xông tới. Thấy vậy, mí mắt tên cao thủ cách đó không xa khẽ giật, hắn ta đã từ sự khinh thị lúc ban đầu biến thành coi trọng Diệp Huyên. Bởi vì sức chiến đấu của Diệp Huyên thật sự rất mạnh. Điều quan trọng nhất là Diệp Huyên không sợ chết. Liều mạng. Một khi liều mạng, chắc chắn sức chiến đấu sẽ tăng lên. Đừng nói Diệp Huyên, nếu bất cứ một người bình thường nào liều mạng đều sẽ khiến người ta phải kiêng dè ba phần. Tên cao thủ trước mặt Diệp Huyên cũng hoàn toàn bị chọc giận. Cao thủ có thể đạt tới trình độ này cũng không phải người bình thường. Một khi hắn ta nghiêm túc đánh với Diệp Huyên, cơ hội chiến thắng của Diệp Huyên càng ít. Chẳng mấy chốc cả hai lại đánh nhau, có điều Diệp Huyên vẫn bị áp chế như cũ. Ngoài ra, vì sau khi 12 người này gia nhập, giờ đây Thương Kiếm Tông đã bị áp chế toàn diện. Trên không trung, trận chiến giữa Trần Bắc Hàn và Lục Tôn Chủ vẫn chưa phân thắng bại. Do đó, nếu tiếp tục đánh nhau, Thương Kiếm Tông chắc chắn sẽ không chịu nổi. Không chỉ vậy, đám người chiến thiết rõ ràng kém hơn tả hộ pháp và hữu hộ pháp của liên minh hộ giới. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng từ phía chân trời xa xăm. Ngay sau đó, đầu của một cao thủ mặc áo choàng vàng trên không trung lập tức văng ra ngoài. Thấy vậy, đám người Mạc Tu cách đó không xa lập tức thay đổi sắc mặt. Chỉ sau chốc lát, một người đàn ông trung niên xuất hiện trên không trung Thương Kiếm Tông. Người đến chính là Kiếm Huyền. Thấy Kiếm Huyền xuất hiện, đám người Việt Kỳ đều thở phào nhẹ nhõm. Người đánh nhau giỏi nhất Thương Kiếm Tông giờ đây chắc chắn là Kiếm Huyền. Ở bên khác, những cao thủ mặc áo choàng vàng kia cũng đều nhìn về phía Kiếm Huyền. Nhưng Kiếm Huyền vẫn chưa dừng tay lại, y chỉ tay, một tia kiếm quang đột nhiên xẹt qua không trung. Cách đó hơn 10 trượng, giữa lông mày của một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính lập tức bị xuyên thủng. Tên cao thủ này trợn mắt lên, chết không nhắm mắt. Bởi vì hắn ta đến chết cũng không biết thanh kiếm này xuyên thủng giữa lông mày mình bằng cách nào. Kiếm Huyền đang định ra tay, nhưng lúc này một tiếng quát giận dữ chợt vang lên cách đó không xa, làm càn. Khi giọng nói này vang lên, một ông lão thình lình xuất hiện trước mặt Kiếm Huyền. Chương 646, Linh Hư Tinh Cung. Người đến chính là tả hộ pháp của liên minh hộ giới, mà bên khác, người đánh nhau với Liên Bút Hiền cũng xuất hiện. Nhưng giờ phút này sắc mặt Liên Bút Hiền tái nhợt, khóe miệng còn dính máu, rõ ràng là đã bị thương. Nhìn thấy Kiếm Huyền, Liên Bút Hiền nhẹ giọng gọi, Đại sư huynh. Kiếm Huyền gật đầu, đi giúp chiến thiết. Liên Bút Hiền gật đầu, sau đó y hóa thành một tia kiếm quang lao thẳng về phía hữu hộ pháp của liên minh hộ giới. Kiếm Huyền quay đầu nhìn tả hộ pháp cách đó không xa, y cười khẩy, cứ tưởng rằng chủ thượng của liên minh hộ giới sẽ đích thân đến. Không ngờ ông ta chỉ phái hai tên rác rưởi là các ngươi tới đây. Tả hộ pháp nheo mắt, chủ thượng, Kiếm Huyền, chỉ bằng ngươi cũng xứng để chủ thượng phải đích thân ra tay. Dứt lời, ông ta đột nhiên bay lên, ngay sau đó hai tay ông ta kết ấn, trong nháy mắt từng luồng khí đen xuất hiện ở xung quanh. Tả hộ pháp chợt hét lên, ngưng. Dứt lời, những luồng khí đen xung quanh chân trời kia ngưng tụ lại, mà vào lúc này, Kiếm Huyền cầm kiếm chém lên trời, phá.
Một kiếm chém xuống, một mảnh kiếm quang dài tận trăm trượng chém mạnh xuống từ phía chân trời như thác nước. Xoẹt, trong nháy mắt, những luồng khí đen ở phía chân trời lập tức biến mất không thấy hình bóng. Mặt Tả Hộ Pháp biến sắc, ông ta vội vàng lóe về sau tận mấy trăm trượng, hoàn toàn kéo dài khoảng cách với Kiếm Huyền. Kiếm Huyền lạnh lùng nhìn ông ta, lại đây, cho ngươi thêm một cơ hội phát huy, đừng nói Thương Kiếm Tông ta bắt nạt người khác. Vẻ mặt Tả Hộ Pháp cực kỳ khó coi, Kiếm Huyền, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng của mình. Nói xong, ông ta đột nhiên chạm vào ngực mình, ngay sau đó một khí tức mạnh mẽ cuộn trào ra từ trong cơ thể ông ta. Khi khí tức này xuất hiện, cả vùng không gian ở phía chân trời nhấp nhô như gợn sóng. Ở phía xa, Kiếm Huyền mặt không cảm xúc, tay phải cầm kiếm để ra sau vai. Sau một chớp mắt im lặng, Tả Hộ Pháp chợt bay lên trời, sau đó ông ta chưởng vào Kiếm Huyền ở phía dưới. Chưởng ra. Một chưởng ấn xuyên qua các tầng không gian, ập thẳng về phía Kiếm Huyền. Chưởng ấn này xuyên qua không gian, do đó tốc độ của nó rất nhanh, ngoại trừ Kiếm Huyền sợ là không ai có thể thấy rõ. Nhưng lúc này, Kiếm Huyền xuất kiếm. Một kiếm đâm lên trên. Một kiếm rất đơn giản. Vù. Khi kiếm này đâm lên, không gian nơi mũi kiếm của Kiếm Huyền tiếp xúc đột nhiên rách ra rồi xuất hiện một vết rách đen kịt, ngay sau đó một tiếng nổ động trời vang vọng khắp nơi. Bùm bùm. Cả chân trời vì đó mà chấn động dữ dội, Tả Hộ Pháp thì lùi nhanh lại mấy trăm trượng. Ông ta vừa dừng lại, Kiếm Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Ngay sau đó, một thanh kiếm đâm thẳng tới giữa lông mày ông ta. Kiếm quang nhanh như chớp. Trong mắt Tả Hộ Pháp co rụt, trong lòng ông ta kinh hãi. Lúc này ông ta hoàn toàn không thể né tránh, chỉ có thể đỡ chiêu kiếm này. Ngay sau đó ông ta hét lên rồi đấm một cú về phía trước. Ầm. Cú đấm này vừa hạ xuống, một tiếng nổ như sét đánh vọng lại từ phía chân trời. Tia kiếm quang của Kiếm Huyền vỡ nát, mà Tả Hộ Pháp đã xuất hiện cách đó trăm trượng. Cùng lúc đó, cả cánh tay phải ông ta đã bị chém đứt. Máu liên tục tràn ra từ vai trái của ông ta. Tả Hộ Pháp nhìn chằm chằm vào Kiếm Huyền, trong lòng vô cùng kiêng dè. Ông ta không ngờ Kiếm Huyền đã mạnh đến thế, mạnh tới mức đã có thể nói là vượt qua khỏi phạm vi của thanh thương giới. Kiếm Huyền cũng không ra tay với Tả Hộ Pháp nữa mà xoay người chém một nhát, đầu của một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính cách đó hơn 10 trượng lập tức văng ra ngoài. Cùng lúc đó, cách y vài chục trượng, đầu của một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính khác cũng văng ra theo. Một phát giết chết. Tả Hộ Pháp bay tới trước mặt họ. Ông ta chỉ vào Kiếm Huyền cách đó không xa, hai vị, người này thực lực không tầm thường, làm phiền hai vị rồi. Lâm Tòng Vân nhìn Kiếm Huyền, trong mắt có chút kinh ngạc, không ngờ nơi này lại có cao thủ mạnh như vậy. Mặt Tả Hộ Pháp biến sắc, lúc này Lâm Tòng Vân lại nói, hai chúng ta có thể giết hắn giúp ông, có điều chuyện tìm người. Tả Hộ Pháp vội vàng nói, liên minh hộ giới ta sẽ lo liệu. Lâm Tòng Vân khẽ gật đầu. Y nhìn xung quanh, sau đó toàn thân y như bị hóa đá. Chương 647, ta thấy người muốn chết rồi đấy. Lâm Tòng Vân trợn hai mắt lên, đờ người ra tại đó, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào một người. Người này chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên. Khi Tần Chấn bên cạnh Lâm Tòng Vân nhìn thấy Diệp Huyên cũng ngây người. Ngay sau đó, trong mắt của vô số người, Lâm Tòng Vân lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Kiếm Huyền thấy thế thì nhíu mày, y sắp sửa ra tay, lúc này Lâm Tòng Vân đột nhiên vung tay phải đánh tên cao thủ định ra tay với Diệp Huyên văng ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Cái quái gì thế này? Tả Hộ Pháp nhíu mày thật chặt. Dường như nghĩ tới gì đó, ông ta chợt lấy một bức tranh ra, bức tranh này là Lâm Tòng Vân đưa cho ông ta. Mà người trong tranh chính là Diệp Huyên. Vẻ mặt Tả Hộ Pháp lập tức trở nên âm u, ông ta liếc nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, ánh mắt lập lòe, không biết đang nghĩ gì. Mà ở phía xa, Lâm Tòng Vân nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt của y vô cùng điềm đạm, xin hỏi các hạ có quen một cô gái mặc váy trắng không? Mặc váy trắng, Diệp Huyên ngẩn người, sau đó có chút cảnh giác. Giờ phút này, trong lòng hắn cũng cực kỳ kinh ngạc.
người trước mặt này là ai? Tại sao y lại biết cô gái váy trắng? Thấy Diệp Huyên cảnh giác, Lâm Tòng Vân mỉm cười, đừng lo lắng, chúng ta không có ác ý, là nàng ấy bảo chúng ta đến tìm cậu. Tìm ta? Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó vội vàng hỏi, bây giờ người ấy đang ở đâu? Nghe vậy, Lâm Tòng Vân và Tần Chấn đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có chút phấn khích. Bởi vì lời nói của Diệp Huyên đã chứng tỏ hắn quen biết cô gái váy trắng. Lâm Tòng Vân nhìn Diệp Huyên, cười đáp, bây giờ nàng ấy đang ở Linh Hư Tinh Cung ta. Giờ cậu đến gặp nàng ấy với chúng ta, được chứ? Diệp Huyên do dự một lúc, sau đó lắc đầu. Sao vậy? Lâm Tòng Vân vội hỏi, có vấn đề gì ư? Diệp Huyên gật đầu, giờ ta không thể rời đi. Nói xong, hắn quay mặt về phía đám người mạc tu của Liên minh hộ giới cũng sẽ không để ta rời đi. Lâm Tòng Vân liếc nhìn đám người tả hộ pháp, sau đó lạnh nhạt bảo, yên tâm, có hai chúng ta, họ không dám động tới cậu. Giọng y rất lớn, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ. Rõ ràng là y cố ý nói cho Liên minh hộ giới nghe. Tả hộ pháp cách đó không xa nhìn về phía Lâm Tòng Vân, các hạ, Diệp Huyên là người mà Liên minh hộ giới nhất định phải giết. Người nhất định phải giết. Lâm Tòng Vân nheo mắt lại, ông nói hắn là người mà Liên minh hộ giới ông nhất định phải giết. Tả hộ pháp gật đầu, phải. Lâm Tòng Vân cười khẩy, rốt nát, ta khuyên một câu, Liên minh hộ giới ông tốt nhất đừng động vào người này, nếu không. Nếu không thì sao? Đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ không trung, ngay sau đó Lục Tôn Chủ xuất hiện trước mặt Lâm Tòng Vân không xa. Cùng lúc đó, Trần Bắc Hàn cũng xuất hiện ở nơi cách Diệp Huyên vài chục trượng. Hiển nhiên thực lực cả hai khó phân trên dưới, muốn phân sinh tử hoàn toàn không phải việc có thể làm được trong thời gian ngắn. Lục Tôn Chủ nhìn chằm chằm vào Lâm Tòng Vân, người này, liên minh hộ giới ta nhất định phải giết, không ai có thể bảo vệ hắn. Càn rỡ! Lâm Tòng Vân chau mày, liên minh hộ giới nho nhỏ của ngươi quả nhiên không biết trời cao đất rộng. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám động vào người này, Linh Hư Tinh Cung ta chắc chắn sẽ tiêu diệt liên minh hộ giới ngươi. Linh Hư Tinh Cung! Lục Tôn Chủ nhíu mày, gã ta quay đầu nhìn tả hộ pháp, tả hộ pháp lắc đầu, không phải thế lực của tinh vực chúng ta, cũng không biết là thế lực gì. Lục Tôn Chủ nhìn sang Lâm Tòng Vân, các hạ, liên minh hộ giới ta không thù không oán với Linh Hư Tinh Cung ngươi, cũng không muốn kết thù với các ngươi. Nhưng liên minh hộ giới ta không thể không giết Diệp Huyên, mong rằng các hạ không nên ngăn cản. Lâm Tòng Vân nhìn thẳng vào Lục Tôn Chủ, ta nói, không ai được phép động vào người này. Lâm Tòng Vân suy nghĩ, sau đó nói, vậy khi nào cậu có thể đi? Diệp Huyên chỉ vào đám người Lục Tôn Chủ cách đó không xa, việc này phải hỏi họ. Lâm Tòng Vân xoay người nhìn về phía Lục Tôn Chủ, liên minh hộ giới ngươi thật sự muốn động vào hắn. Lục Tôn Chủ hờ hững đáp, hắn, không thể không chết. Lâm Tòng Vân nhìn Lục Tôn Chủ một lúc, sau đó gật đầu, ta thấy ngươi muốn chết rồi đây. Dứt lời y đột nhiên tiến lên một bước, một luồng khí tức mạnh mẽ bao phủ lấy Lục Tôn Chủ, ngay sau đó một lực lượng mạnh mẽ đổ xuống từ phía trên đỉnh đầu Lục Tôn Chủ. Chương 648, Chủ Thượng. Mặt Lục Tôn Chủ biến sắc, hiển nhiên gã ta không ngờ Lâm Tòng Vân lại đột nhiên ra tay. Đừng nói gã ta, tất cả mọi người ở đây đều không ngờ Lâm Tòng Vân lại ra tay. Lực lượng phía trên đỉnh đầu Lục Tôn Chủ đè xuống như một ngọn núi lớn, gã ta không dám khinh thường, tay phải gã siết thành nắm đấm, sau đó đấm lên trên. Lấy Lục Tôn Chủ làm trung tâm, không gian trong vòng mấy trăm trượng xung quanh run lên kịch liệt, ngay sau đó một tiếng nổ động trời vang lên từ phía trên đỉnh đầu Lục Tôn Chủ. Mà lúc này Lâm Tòng Vân bỗng nhiên biến mất, sau đó ở phía xa, trong mắt Lục Tôn Chủ co rụt, gã ta đấm một cú. Bùm! Trong mắt của mọi người, Lục Tôn Chủ chợt lùi lại 100 trượng. Gã ta vừa dừng lại, máu đã tràn ra khỏi khóe miệng gã. Lục Tôn Chủ lau máu trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tòng Vân, các hạ thật sự muốn làm địch với liên minh hộ giới ta vì Diệp Huyên. Làm địch, Lâm Tòng Vân cười khẩy, thành thật mà nói,
loại thế lực hạng ba như liên minh hộ giới ngươi vẫn chưa đủ tư cách làm địch với linh hư tinh cung ta. Nghe vậy, vẻ mặt của Lục tôn chủ và các cao thủ của liên minh hộ giới đằng sau gã ta lập tức trở nên hơi dữ tợn. Chưa từng có ai sỉ nhục liên minh hộ giới như thế. Lục tôn chủ cười gằn, các hạ ăn nói hùng hồn thật đấy, không sợ nuốt mất lưỡi sao. Dứt lời, gã ta đột nhiên chắp tay trước ngực, sau đó đưa về trước, diệt. Dứt lời, không gian trước mặt gã ta bỗng nhiên bị xé rách, ngay sau đó một trưởng ấn bắn mạnh ra từ vết rách của không gian này, nhắm thẳng vào Lâm Tòng Vân. Kiếm hiệp hay! Lâm Tòng Vân ở phía xa mặt không cảm xúc, kẻ rốt nát không biết sợ. Dứt lời, y bước tới trước một bước rồi đấm một cú. Một đấm vừa ra, một tia quyền mang hình chiếc ô cuộn trào ra từ trong cú đấm của y. Ầm! Cả hai vừa chạm vào nhau, chân trời run lên dữ dội, ngay sau đó cả hai lập tức nổ tung rồi hóa thành một làn sóng mạnh mẽ chấn động ra khắp nơi, chẳng mấy chốc không gian phía chân trời cũng rung chuyển vì nó. Còn Lục tôn chủ thì liên tục lùi lại, gã ta lùi thẳng ra khỏi phạm vi thế lực của Thương Kiếm Tông. Quá mạnh! Trong lòng Diệp Huyên run lên, thực lực của Lâm Tòng Vân này còn mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Có lẽ là ngang ngửa với Kiếm Huyền. Nhưng hắn cũng không dám xác định, vì hắn cảm thấy dù là Lâm Tòng Vân hay Kiếm Huyền, chắc chắn cả hai đều che giấu thực lực của mình, không thi triển toàn bộ. Trên không trung, Lâm Tòng Vân lạnh lùng nhìn Lục tôn chủ cách đó không xa, người này, linh hư tinh cung ta không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương hắn. Nếu liên minh hộ giới người muốn lấy mạng của hắn, vậy linh hư tinh cung ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Nực cười. Tả hộ pháp cách đó không xa bỗng gần giọng nói, tiêu diệt liên minh hộ giới ta. Các hạ, ta không biết sốt cuộc linh hư tinh cung ông là thế lực gì, nhưng nếu muốn tiêu diệt chúng ta, các hạ không cảm thấy đây là điều viển vông sao. Lâm Tòng Vân đang định nói gì đó thì Tần Chấn bên cạnh y lắc đầu, không cần nhiều lời, người này chưa từng bước ra khỏi tinh vực này, cũng chưa từng nhìn thấy vũ trụ mênh mông ngoài kia. Dù ngươi có nói với họ thêm nữa, họ cũng không hiểu gì đâu. Nói xong, ông ta nhìn về phía tả hộ pháp cách đó không xa, vậy thì ra tay ngay đi. Ra tay ngay. Vô số đệ tử Thương Kiếm Tông ở phía dưới đều trợn mắt ngoác mồm, kể cả mấy người Việt kỳ cũng hơi ngây ngẩn. Rốt cuộc hai người này đến từ đâu, vì sao lại ra sức bảo vệ Diệp Huyên như thế? Lâm Tòng Vân và Tần Chấn lúc này chắc chắn phải ra sức bảo vệ Diệp Huyên. Họ cũng không ngờ lại tìm được Diệp Huyên ở đây. Nếu đã tìm thấy, điều đó cũng có nghĩa là mối nguy của linh hư tinh cung được loại trừ. Phải biết rằng nữ nhân kia đã mất kiên nhẫn. Nếu vẫn chưa có tin về Diệp Huyên, khó đảm bảo linh hư tinh cung sẽ không bị nàng ấy chém một nhát kiếm. Hiện tại họ chỉ muốn nhanh chóng đưa Diệp Huyên về. Một tia sáng trắng đột nhiên bay ra ngoài, sau giây lát một bóng người từ từ ngưng tụ bên trong tia sáng ấy. Cùng lúc đó, một uy áp bất chợt xuất hiện. Dầm. Vô số đỉnh núi ở phía dưới bắt đầu nứt ra rồi sụp đổ. Giờ phút này, vẻ mặt của tất cả mọi người lập tức trở nên nghiêm túc. Lâm Tòng Vân nhìn cái bóng mờ kia, một lát sau y bỗng nhiên nhìn sang Diệp Huyên, đi. Diệp Huyên sửng sốt, lúc này Kiếm Huyền cách đó không xa chợt lên tiếng, nghe theo hắn. Chương 649, các ngươi chôn cùng với hắn đi thôi. Chạy ư. Diệp Huyên nhìn cái bóng ở nơi chân trời kia mà không khỏi cảm thấy rét lạnh trong lòng. Phải là cường giả thế nào mà lại khiến Lâm Tòng Vân và Kiếm Huyền kiêng kỵ như vậy? Giữa không trung, bóng mờ kia chậm rãi ngưng tụ thành một người đàn ông tóc trắng, đôi mắt đờ đẫn nhanh chóng trở nên thanh tỉnh, nhìn xuống với vẻ hờ hững như một vị tôn giả cao cao tại thượng đang nhìn một bầy kiến hôi vậy. Cảm giác bị xem nhẹ như thế thật sự không dễ chịu chút nào. Lâm Tòng Vân thấp giọng nói, là phân thân. Tần Chấn gật đầu, nhưng rất mạnh. Xem ra ông ta chính là thủ lĩnh của họ. Hắn mạnh đến vậy, người có kế hoạch gì không? Thấy Tần Chấn nhìn sang, Lâm Tòng Vân đáp, báo lên. Nhưng đối phương lắc đầu, không được, báo lên cũng mất ít nhất nửa tháng, quá chậm. Lâm Tòng Vân liếc sang Diệp Huyên, vậy mang hắn đi. Tần Chấn nói, người mang đi đi.
Lâm Tòng Vân còn toan mở miệng gì thì người đàn ông lơ lửng trên không trung đã lên tiếng, đi ư. Đừng hòng. Là người của Linh Hư Tinh Cung. Thấy ông ta nhìn xuống hỏi, Lâm Tòng Vân lãnh đạm đáp. Có lẽ ngươi chưa từng nghe đến. Nào ngờ đối phương lại nói, có một chút. Vậy thì các ngươi sẽ hối hận, Lâm Tòng Vân cười gằn. Hối hận ư, có lẽ, nhưng đó là chuyện sau này, người đàn ông tóc trắng vô cảm nói, trước mắt ta cho các ngươi một cơ hội, lập tức cút xéo, ta sẽ tha cho một mạng. Cút ư. Lâm Tòng Vân bật cười, chỉ sang Diệp Huyên, ta đã nói rồi, người này do Linh Hư Tinh Cung ta bảo vệ. Người đàn ông chỉ lắc đầu, nếu ngươi muốn chết, bổn chủ sẽ thành toàn. Vừa dứt lời, ông ta vươn tay phải ra, nhẹ nhàng hạ xuống. Một luồng uy áp vô hình chậm rãi đè lên những người phía dưới khiến bầu trời trên đầu Thương Kiếm Tông trở nên mờ mờ ảo ảo. Diệp Huyên lập tức nghiêm mặt. Nếu để luồng uy áp khủng bố này ập xuống, toàn bộ Thương Kiếm Tông sẽ bị san bằng thành bình địa. Lâm Tòng Vân đang định ra tay thì kiếm huyền đã chậm rãi bay lên. Một luồng kiếm ý hồn hậu cuồn cuộn tỏa ra từ người y, hóa thành một thanh kiếm hư ảo lao vào luồng uy áp trên không trung kia. Một tia kinh ngạc nảy lên trong mắt Lâm Tòng Vân, đại kiếm tiên đỉnh cao. Nếu lại thêm nửa bước nữa, thì khi đó sẽ kinh khủng đến nhường nào. Y và Tần Chấn chố mắt nhìn nhau đầy khiếp sợ. Thanh kiếm ngưng tụ từ kiếm ý ấy lao vút lên cao, khi gần đến luồng uy áp kia thì tách ra. Ở dưới, kiếm huyền giẫm nhẹ chân phải, chỉ tay lên trời, phá. Thanh kiếm chấn động, một tia kiếm quang sáng ngời lóe lên. Ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang dội khắp bầu trời. Hằng hà sa số những tia kiếm quang bắn về bốn phía, chân trời vặn vẹo như sắp sụp đổ, tạo thành một cảnh tượng kinh người. Giữa không trung, kiếm huyền lạnh lùng nhìn người đàn ông tóc trắng kia, kiếm quang lấp lóe tụ lại trên đầu ngón tay y. Đối phương hờ hững lên tiếng, từ sau kiếm chủ thương giới, ngươi có thể xem như một kiếm tu lợi hại của thanh thương giới gần đây. Đáng tiếc, kiếm đạo trong mắt ta cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Tiểu đạo, Lâm Tòng Vân bật cười từ nơi xa, ngươi cho rằng kiếm đạo là tiểu đạo. Khi nó mang theo một luồng khí tức hủy thiên diệt địa ầm ầm nện xuống, không ít đệ tử Thương Kiếm Tông cảm thấy như bị bóp nghẹn cổ. Đối mặt với cường giả bực này, Diệp Huyên siết chặt tay phải, lần đầu tiên sinh ra cảm giác bất lực sâu sắc. Bởi vì hắn không thể làm gì cả, cho dù có sử dụng tháp giới ngục e rằng cũng vô ích. Không phải vì tháp yếu, mà là hắn quá yếu. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện khởi động tháp, bằng không sợ rằng sẽ thả ra một kẻ còn đáng sợ hơn người đàn ông tóc trắng này. Trực giác nói cho hắn biết, thứ trong tháp còn kinh khủng hơn nhiều, bằng không cô gái bí ẩn cũng sẽ không hy sinh một tia phân thân để trấn áp nó. Chương 650, Trảm Tiên Kiếm Trận. Trên không trung, kiếm huyền xòe tay ra, một tia kiếm quang xuất hiện rồi bao trùm lấy cơ thể y. Y cùng nó phóng vút lên cao, trở thành một tia kiếm quang xé rách bầu trời. Thanh kiếm ấy cắm vào bàn tay khổng lồ kia khiến nó run lên trong một tiếng nổ. Những vết rạn như mạng nhện lan ra, nhưng thanh kiếm của kiếm huyền cũng vỡ toang. Bàn tay rơi càng ép xuống, uy áp từ nó đè nặng lên người kiếm huyền khiến kiếm ý của y cũng vụn vỡ. Sắc mặt đệ tử Thương Kiếm Tông trắng bệch như ma. Đúng lúc ấy, Lâm Tòng Vân bỗng vọt lên cao, vung tay phải lên. Một cái ấn màu đen lớn cỡ bàn tay bay vút ra, đón gió mà phình lên, phun ra một luồng sức mạnh khổng lồ. Uỳnh, bầu trời kịch liệt chấn động, vết nứt trên bàn tay càng lan rộng nhưng cái ấn đen cũng vỡ thành từng mảnh vụn. Lâm Tòng Vân siết tay lại, cả người phóng vút lên. Trong một tiếng thét phẫn nộ chấn động trời xanh, y tung quyền ấn vào thẳng bàn tay khổng lồ. Dầm. Quyền ấn vỡ nát, Lâm Tòng Vân cũng rơi xuống. Đánh không lại. Bàn tay đã áp sát đỉnh đầu, nếu nó rơi xuống. Không chỉ Thương Kiếm Tông hóa thành cho bụi mà tất cả mọi người đều phải chết. Đúng lúc ấy, kiếm huyền bỗng nhắm mắt lại. Một khắc sau, một thanh kiếm hư ảo xuất hiện phía trên y, kiếm minh như sấm rền vang dội ở chân trời. Khi kiếm huyền mở bừng mắt, thân hình y đã biến mất tại chỗ, kiếm quang cắm phập vào bàn tay khổng lồ, khiến nó tan tành trong một tiếng nổ.
thân hình người đàn ông tóc trắng bỗng lóe lên. Chỉ nghe rình một tiếng, kiếm huyên đã bay vút ra ngoài tận mấy trăm trượng, loạng choạng dừng lại với một vết chưởng in hằn trên ngực. Người đàn ông tóc trắng hờ hững nói, nếu cho ngươi thêm 10 năm nữa để đột phá đại kiếm tiên thì phân thân này của ta quả thật không thể làm gì được. Đáng tiếc bây giờ ngươi vẫn quá yếu. Vừa nói xong, ông ta đã biến mất với tốc độ không ai nhìn thấy được. Ầm. Kiếm huyền lại bay ra ngoài với cơ thể chi chít vết rạn. Nếu phải ăn thêm một chưởng nữa, y sẽ không thoát khỏi kết cục tan xương nát thịt. Bỗng nhiên, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, tế trận. Đó là giọng của Cố Sư Thúc. Nàng vừa dứt lời, mặt đất Thương Kiếm Tông rung lắc dữ dội. Một đài tế hình tròn bỗng xuất hiện, lơ lửng trên không trung, đứng trên đó là Liên Bút Hiền, Việt Kỳ, Cố Sư Thúc, Chiến Thiết, Trần Bắc Hàn và Thương Huyền. Sáu người đồng loạt rút kiếm ra cắm phập xuống đài. Một tia kiếm quang xông thẳng lên cao, xé trời rẽ mây, lao vào vũ trụ. Kiếm trận. Người đàn ông tóc trắng liếc nhìn đài tế tròn, nhẹ giọng nói, Trảm Tiên kiếm trận do kiếm chủ Thương Giới để lại quả nhiên không tầm thường. Nào, đến đây để ta nếm thử một chút. Ông ta vươn tay phải ra, một luồng uy áp vô hình lại lao xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.